Trung tâm Thúy Nga và đài Big Face TV trân trọng thông báo, sau bao nhiêu đợi chờ, chương trình V-Star Ngôi Sao đêm nay sẽ trở lại với mùa thứ 5. Cuộc thi tuyển lựa ca sĩ cho Trung tâm Thúy Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2018. Nếu các bạn có ước mơ được đứng trên sân khấu của Paris by Night, hãy tham gia cuộc thi V-Star Ngôi Sao đêm nay. Hãy ghi danh hôm nay để trải nghiệm được sự hoành tráng, sôi động, hồi hộp và gay cấn của cuộc thi. Với thành phần ban giám khảo, giám đốc sản xuất Trung tâm Thúy Nga Huỳnh Thi, nam danh ca Thái Châu, nữ ca sĩ Minh Tuyết, nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, nữ ca sĩ Hà Trần. Thí sinh đoạt giải của ban giám khảo bình chọn sẽ ký 2 năm hợp đồng với Trung tâm Thúy Nga. Thí sinh đoạt giải có khán giả bình chọn sẽ được 10.000 đô la tiền mặt và cả hai thí sinh sẽ xuất hiện trên sân khấu Paris by Night 128 kỷ niệm 35 năm Paris by Night. Ngày cuối cùng nộp đơn là ngày 31 tháng 5 năm 2018. Mọi chi tiết và ghi danh xin vào vstarshow.com. Hãy là ngôi sao tỏa sáng của V-Star Season 5. Trung tâm Thúy Nga trân trọng thông báo, Paris by Night 125 tưởng nhớ cố nhạc sĩ đại tá quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Đông tổ chức ngày Chủ nhật 29 tháng 4 tại Sài Gòn Performing Arts Center. Cả hai suất đều đã hết vé. Trung tâm Thúy Nga chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khán thính giả và các nhà bảo trợ. Vì là chương trình trực tiếp thu hình, rất mong quý khán thính giả đến đúng giờ, suất 1 vào lúc 2 giờ trưa và suất 2 vào lúc 7 giờ tối để có thể thưởng thức trọn vẹn buổi văn nghệ đặc sắc và đầy ý nghĩa này. Trung tâm Thúy Nga chân thành cảm ơn. Chương trình Paris by Night 125 được bảo trợ bởi D&D Gel, To Be Skincare, Dr. J's Natural và Teletron. Nhân dịp lễ Long Weekend Memorial Day, Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời quý khán thính giả đến tham dự chương trình trực tiếp thu hình Paris by Night 126 với chủ đề Hành trình 35 năm Paris by Night. Chương trình được tổ chức tại Mystic Lake Casino, cách phi trường thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota 30 phút lái xe. Paris by Night 126 nhìn lại chặng đường 35 năm với 125 chương trình đã thực hiện, mà mỗi chương trình đều là một tác phẩm nghệ thuật để đời. Hành trình 35 năm Paris by Night, từ các phim trường tại Pháp qua Canada, Hàn Quốc đến Hoa Kỳ, trải rộng trên nhiều chủ đề khác nhau, mà chủ đề nào cũng được thể hiện một cách trân trọng, xứng đáng để lưu giữ trong kho tàng nghệ thuật cho thế hệ mai sau. Xin mời đến chung vui cùng đại gia đình Paris by Night trong một show ca vũ nhạc kịch vĩ đại chưa từng có, lần đầu tiên diễn ra tại Casino Mystic Lake Minnesota với hai suất 7 giờ rưỡi tối thứ Bảy 26 tháng 5 hoặc 1 giờ trưa Chủ nhật 27 tháng 5 2018. Để mua vé suất tối thứ Bảy xin liên lạc Bum Music 612-872-8004. Mua vé suất trưa Chủ nhật xin liên lạc Đại Lợi 612-874-6300 hoặc liên lạc Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Email info@thuynga.shop.com. Quý vị cần đặt hotel tại Mystic Lake Casino, xin gọi 1-952-445-9000 và nói code PARISFAN18 để nhận được những ưu đãi từ casino. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Paris by Night 126 hành trình 35 năm được bảo trợ bởi To Be Skincare, Tân Hiệp Pháp, King Coffee, Teletron và D&D Gel. Xin kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và đài truyền hình Vietbase TV. Kính thưa quý vị, trong livestream đang được rất đông đảo quý khán giả trông đợi ngày hôm nay, Ngọc Hưng xin mời quý vị cùng gặp gỡ không phải ai khác, nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ con xin chào chú. Chào cháu, xin kính chào quý vị đang theo dõi đài. Livestream tức là trực tiếp phải không cháu? Dạ, livestream tức là trực tiếp. Lần trước mà chú cháu mình có lên một livestream để giới thiệu về Gloria. Đúng rồi. Thì đây là lần thứ hai. Rồi, lần thứ hai chú livestream. Lần thứ hai chú Ngạn livestream, bởi vì chú Ngạn không có Facebook, cho nên là quý vị chỉ có thể gặp gỡ chú Ngạn livestream trên Facebook của Trung tâm Thúy Nga mà thôi. Mà chú biết là lần trước chú lên livestream có những cái trang Facebook khác cũng download về và cũng làm livestream đó y hệt như là chú đang live. Nhưng mà thật sự là chú Ngạn chỉ có xuất hiện trên Facebook livestream của Trung tâm Thúy Nga thôi nha quý vị. Trước khi mà chúng ta bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay thì Ngọc Hân xin bật mí với quý vị là ngày hôm nay mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến được với chúng ta trong livestream này là phải gọi là cả một sự kỳ diệu, gọi là một sự kỳ công và một miracle. Thì lý do tại sao thì cháu xin nhường lại cho chú để chú chia sẻ với khán giả. Cảm ơn cháu. Vâng, thưa quý vị, Ngọc Hân nói thật, tại vì tuần vừa rồi tôi mới nhổ cái răng cấm mà thường thường người ta gọi là răng khôn, wisdom đó.
thì dĩ nhiên là sẽ có người hỏi là tại sao giờ này 70+ tuổi mới nhổ cái răng khôn. Thì tôi nói là tại vì tôi không có muốn nhổ, tại mình đang khôn, mà nếu mình nhổ cái răng khôn đi thì nhiều khi mình dại, thành thì tôi cứ giữ mãi, nhưng bây giờ bắt buộc là nha sĩ nói là không thể để được nữa, nên tôi phải nhổ, và nha sĩ nói là phải nghỉ đúng 3 tuần, nhưng mà hôm nay mới được có hơn 10 ngày, thì cái chương trình nó bắt buộc phải sang đây để hầu chuyện quý vị khán giả trực tiếp. Và sở dĩ Ngọc Hân nói là vì quý vị để ý, quý vị cũng thấy là bên này nó còn phồng hơn bên này chút, thành ra đáng lẽ phải chích cái Botox cho bên này nó phồng lên thì tưởng là mình lên được mấy cân. Nhưng mà để thưa quý vị là vâng, xin cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, và cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện dùm để hôm nay nói chuyện được, như vậy là đáng quý lắm rồi. À, chú ơi, ngày hôm nay sở dĩ mà mặc dù là không khỏe nhưng mà chú vẫn đến đây với tất cả quý khán giả, thì dĩ nhiên là một điều là cuối tuần này là chương trình Paris Parade 125 để ca ngợi cố đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và bên cạnh đó thì chú cháu mình lên đây cũng để chia sẻ thêm một chương trình đặc biệt của Trung tâm Thúy Nga vào cuối tháng 5, là chương trình Hành trình 35 năm, chương trình đầu tiên ở Minnesota vào ngày 26 và 27 tây tháng 5 sắp tới đây ở Mystic Lake Casino and Hotel. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà cháu muốn hỏi chú là tại sao trong biết bao nhiêu tiểu bang của Hoa Kỳ và biết bao nhiêu nơi khác trên thế giới mà Thúy Nga lại chọn Minnesota để về làm cái show đầu tiên trong cái loạt show Hành trình 35 năm của mình, thưa chú? À, vâng, thưa quý vị, phải nói một cái lời tâm sự như thế này. Cả một năm trước đây thì ban giám đốc của Thúy Nga, tức là cô Thủy và Huỳnh Thi, rất là ưu tư bàn với tôi về việc mình sẽ cử hành cái 35 năm Paris by Night tại đâu. Thì thưa quý vị là đầu tiên thì định quay trở về Paris, bên Pháp. Tại đó là cái nôi sinh thành của Paris by Night cách đây 35 năm. Sau đó thì đồng bào chúng ta ở bên tiệp khác, tức là Cộng hòa Séc, rồi bên Đức cũng gặp chú đi show thì cũng ngỏ lời muốn làm sao được đón Paris by Night về thu hình tại địa phương của họ một lần để cho họ nhìn thấy tận mắt. Rồi sau đó thì Thúy Nga lại cử người sang tận bên Úc là tìm dạp ở Sydney và Melbourne, là hai thành phố lớn. Bởi vì sự thực ra trong thâm sâu thì Thúy Nga, tức là cô Thủy và Hình Thi với cá nhân chú, thấy rằng mình đã làm 35 năm Paris by Night mà chưa thu hình bên Úc lần nào. Thì sự thực đó cũng là một cái món nợ rất là lớn đối với cộng đồng người Việt đông đảo tại Úc. Rồi có lúc thì cô Thủy lại bàn với chú chuyện là hay là đi thâu bên Bangkok, Thái Lan. Rồi có khi lại định về Houston hoặc là Dallas. Nhiều nơi lắm cháu. Tại vì nơi nào mình cũng muốn được trực tiếp gặp gỡ và thu hình một lần để khán giả ở địa phương đó cũng như vùng phụ cận đến coi cho biết cái công sức cũng như là cái nghệ thuật mà Thúy Nga đã theo đuổi 35 năm nay trên Paris by Night. Cô Thủy thì vẫn nghĩ tới Las Vegas, cháu biết rồi. Tại vì Las Vegas là một cái địa danh quá hấp dẫn. Tại người ta có câu là muốn thấy sự xa hoa của nước Mỹ thì phải đến Las Vegas. Quả thực đúng như vậy. Cái tên đó tự nó đã dễ thu hút khách thập phương rồi. Nhưng mà thôi thì quý vị cũng biết là lúc nào thì những cái rạp lớn như Planet Hollywood ở Las Vegas họ cũng dành ưu tiên cho ca sĩ Mỹ. Năm nay thì nào là Britney Spears, rồi J-Lo, rồi mới đây là Lionel Richie muốn chiếm cái rạp đó. Thành thời gian mình lại hụt. Bởi vậy nhìn đi nhìn lại mãi rồi nhìn trên bản đồ thì thấy là mình chưa về cái vùng này. Tức là Minnesota. Minnesota thì bên cạnh đó là có Ohio, rồi có Chicago, Dakota, Canada, tất cả nữa. Đúng rồi, Canada cũng gần. Thì tất cả khán thính giả ở vùng đó có thể đến coi một lần cho biết. Và khán thính giả đã đành để thỏa mãn cái sự tò mò đã đành, mà chính Trung tâm Thiên Nga cũng như anh chị em nghệ sĩ có cái dịp được gặp gỡ trực tiếp khán thính giả trong một cái show vĩ đại để mà bày tỏ cái lời cảm ơn khán giả đã dành cho Paris by Night suốt 35 năm qua. Thì chú chỉ có thể trả lời, nếu mà trả lời trực tiếp cháu là tại sao chọn Minnesota thì cái đó chú không trả lời được, mà chú chỉ nói đây là một cái duyên, một cái gọi là cái duyên may để Thúy Nga gặp gỡ quý đồng hương tại Minnesota và các vùng phụ cận.
nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái sự lựa chọn hợp lý nhất trong tất cả những cái sự lựa chọn khác, phải không thưa chú? Đúng cháu. Kính thưa quý vị, như vậy thì khán giả ở Minnesota và ở những vùng phụ cận còn chần chờ gì nữa? Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và hiếm hoi để quý vị có thể tham gia một chương trình trực tiếp thu hình, một trong những chương trình vĩ đại nhất, công phu nhất, đầu tư nhiều nhất của Trung tâm Thúy Nga từ trước tới giờ. Quý vị rất là may mắn, thưa quý vị. Hãy đến ngay với Trung tâm Thúy Nga Paris by Night 126, hành trình 35 năm. Quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811, 714-894-5811. Quý vị cũng có thể liên lạc với Boom Music nếu quý vị muốn đặt vé cho ngày thứ Bảy. Số điện thoại là 612-872-8004 và Đại Lợi để đặt vé cho ngày Chủ Nhật. Số điện thoại là 612-874-6300. Chú ơi, đây là chương trình Trung tâm Thúy Nga mừng sinh nhật lần thứ 35 của Paris by Night. Paris by Night, thế này, cho chú ngắt lời cháu. Yeah. Là thưa quý vị, là hôm 25 tháng 12, 2017, tức là cách đây khoảng 4 tháng khoảng trăm. Yeah. Thì tôi có một cái show gọi là Nguyễn Ngọc Ngạn 25 năm sân khấu tại đó. Yeah. Sở dĩ mà bầu show Stephen Mai của Fire Music tổ chức cho tôi cái show đó là lại nó cũng trùng với cái casino Mystic Lake, họ kỷ niệm 25 năm thành lập. Có nghĩa là chú bước lên sân khấu Paris by Night năm nào thì cái casino đó nó ra đời năm đó. Thành ra trùng một lúc thì họ tổ chức cho chú cái show đó. Thì trên show đó thì cô Thủy mới nhờ chú loan báo là ngày Memorial Day thì Paris by Night sẽ về thu hình tại cái dạp này. Thì phải nói là khán giả hôm đó ủng hộ nồng nhiệt, những chẳng pháo tay đến vỡ dạp, là tại vì chính họ không ngờ. Thì chú có nói là chính tôi cũng không ngờ. Cô Thủy vừa phone đến bảo tôi thông báo mà tôi còn ngờ ngợ. Tôi hỏi là cháu ơi, đã chắc ăn chưa? Tại vì nếu mà chú nói mà không có thì bên sau chú đi show và trở lại đó thì chú phải bỏ trốn thôi. Thành thì cô Thủy nói chắc rồi chú, con ký hợp đồng rồi, chú mời khán giả dùm con đi. Thì thưa quý vị là sau đó thì tôi, sau show thì tôi ra, tôi có gặp một số khán giả. Thì không, cô kia cô chạy lại cô hỏi chú, tại sao Paris by Night lại về đây để kỷ niệm 35 năm? Cái Minnesota này có cái gì đâu chú? Tôi bảo có chứ cháu. Cái thứ nhất là ai cũng biết Minnesota, cái tên của nó do hai chữ của người Iroquois, tức là người địa phương nha cháu. Minnesota nó ghép hai chữ, một chữ là lạnh giá và ẩm ướt, hai cái nó ghép lại thành chữ Minnesota. Đó là cái đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cái nickname của nó, cái tên gọi của cái tiểu bang đó gọi là 10,000 lakes, 10,000 cái hồ cháu. Xứ vạn hồ. À, vạn hồ đó thì, yeah. Thì muốn nhảy xuống lúc nào thì nhảy đó. Thì nó là 10,000 hồ. Nhưng chú đọc một cái tài liệu nó nói rõ là nếu tính luôn cả hồ thiên nhiên, hồ nhân tạo, các ao chứa nước, các bể chứa nước thì nguyên cái tiểu bang nó có 8 triệu hồ chứ không phải là một, là chỉ có 10,000 cháu. Thế nhưng mà cháu đừng quan tâm tới hồ. Cái quan tâm nhất ở đó là, thưa quý vị khán giả, là chúng tôi cũng là rất là say mê, đó là The Mall of America, tức là cái mall lớn nhất của nước Mỹ. Và có đủ mọi cái thứ mặt hàng hiệu rất là hấp dẫn, cao cấp. Thì đó là những cái đặc điểm mà lâu lâu chú đi show về Minnesota, chú lưu ý cái đó. Mà cháu còn ngày hôm qua anh John Hồ còn bật mí với cháu là cái mall này mua hàng không có được, không cần phải trả tiền thuế nữa. Không chú. Có thuế. Không cần phải trả tiền thuế, mặc dù là mua hàng hiệu. Được. Cũng không cần phải trả tiền thuế. À, mà chú có chia sẻ với cháu một lần là cô rất là thích đi shopping. Cho nên là mỗi lần mà chú đi show, chú để đặc biệt lưu ý tới những cái chỗ nào mà cô có thể đi shopping được. Và nếu mà chú đã để mắt tới Mall of America thì chắc chắn là cái mall này nó thú vị lắm. Và nó phải gọi là có những cái cửa tiệm rất là hấp dẫn thưa quý vị. Vâng, cho nên, đủ các hàng hiệu thế giới. Vâng. Cho nên quý vị còn chờ gì nữa? Chúng ta được tham dự một show thu hình của Trung tâm Thúy Nga. Show thu hình lớn nhất từ trước tới giờ. Hành trình 35 năm của Trung tâm Thúy Nga. Vào hai ngày, thứ Bảy ngày 26 tây tháng 5, suất 7 giờ 30 phút tối và Chủ nhật ngày 27 tây tháng 5, suất 1 giờ trưa. Và cái tuần lễ đó là cái tuần lễ Memorial Day Long Weekend. Cho nên quý vị sẽ được nghỉ ngày thứ Hai. Cho nên là chúng ta đi xem show của Trung tâm Thúy Nga, xong sau đó chúng ta có thể đi shopping, đi chơi thoải mái. Mặc dù là quý vị đi xem ngày thứ Bảy hay là đi xem show ngày Chủ nhật thì quý vị cũng có thể đi shopping được. Và shopping là ở Mall of America, không cần phải trả tiền thuế, mà toàn là tất cả các hiệu nào mà quý vị yêu thích đều có hết. Một lần nữa quý vị hãy liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Đây là sẽ là chương trình quy tụ những tiếng hát, những gương mặt nghệ sĩ thượng thặng hàng đầu của người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại.
cùng với những gương mặt danh hài, những nghệ sĩ mà quý vị đã yêu thương, và chắc chắn là không thể thiếu phần dẫn dắt của chú Nguyễn Ngọc Ngạn và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Số điện thoại của Trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811. Chú ơi, cháu định hỏi chú là Trung tâm Thúy Nga đã từng tổ chức chương trình mừng 20 năm này, 25 năm và 30 năm. Thế thì cái chương trình 35 năm này nó sẽ đặc biệt hơn những chương trình anniversary lần trước như thế nào thưa chú? Thưa quý vị, lúc nay cháu nói là cái show này nó lớn lao nhất, thì thưa quý vị, lớn về mặt nào thì tôi chưa biết. Cháu thấy cái danh sách ca sĩ dài như thế đến giờ đó. Cháu. Thì thưa quý vị là đến ngày hôm nay còn tăng cường hay không thì tôi chưa biết, vì tôi còn tới cả tháng nữa. Yeah. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì lúc nãy tôi nhìn cái poster rồi, đã là 48 nghệ sĩ rồi. Thưa quý vị, tôi làm Paris By Night 26 năm, tôi chưa bao giờ thấy một cái show đông như thế này. Đến độ mà tôi phải điện thoại hỏi cô Thủy là: cháu ơi, 48 ca sĩ như thế này thì cháu nhét vào chỗ nào để cho nó hết một cái show như thế này. Nhưng mà nó có cái phần song ca, tam ca thì quý vị cũng đừng bận tâm. Ý chúng tôi nói như cháu Ngọc Hân với thưa với quý vị, cái show vĩ đại về nhân sự thì thưa quý vị là bay từ đây đi sang bên đó, đương nhiên cái thành phần nghệ sĩ chuyên viên vũ công nó là trên 100 người. Thì thưa quý vị, nói chuyện thì quý vị cũng thông cảm, tức là gần đây vì băng đĩa không bán được, chuyện đó nó thực tế rồi, không phải nhắc lại nữa, cho nên bất cứ trung tâm nào cũng điều đứng về mặt tài chính. Bởi vậy cho nên khi thu hình thì cố gắng thâu ở những nơi gần, khỏi đi xa, tiết kiệm tối đa về vé máy bay, về tiền khách sạn. Nhưng mà 35 năm kỷ niệm thì có nghĩa là 35 năm mới có một lần, cho nên dĩ nhiên là không thể nào e ngại sự tốn kém để không làm một cái show lớn lao, hòng đáp lại cái sự mong muốn của khán thính giả bốn phương, nhất là quý vị đồng hương tại Minnesota và các vùng phụ cận. Thì cháu Ngọc Hân hỏi là nó khác cái gì? Thì thưa quý vị, cái show này đó, để chúng tôi nhìn lại, để chúng tôi nhìn lại những điều chúng tôi đã làm được, mà chúng tôi có thể tự hào gọi đó là những thành tựu 35 năm trước. Thì thưa quý vị là cho chúng tôi dài dòng một chút. Chú vừa nhìn thoáng những cái hình của chú ở trên màn ảnh, cháu thấy không? Yeah. Chú thấy là chú rất là may. Tức là khi chú lên Paris By Night lần đầu, yeah, chú đã già rồi. Cho nên bây giờ nhìn chú đó, so với cái hồi đó nó không có thê lương lắm. Chứ nếu mà hồi đó mà chú lên lúc mà chú bằng Đan Nguyên hay là Quang Lê thì bây giờ nhìn thì nó khủng hoảng lắm cháu. Nhưng mà may là lúc chú lên nó đã già sẵn rồi, thì không đến nỗi nào. Thì vâng, thưa quý vị, cho chúng tôi được nhìn lại như thế này. Khi tôi bước vào Paris By Night thì sự thực Thúy Nga đã thực hiện đến cuốn Paris By Night thứ 17. Và Paris By Night đã bắt đầu được 9 năm rồi. Bởi vì cuốn đầu tiên là 1983, yeah, mà tôi vào 92. Thì thưa quý vị, cái đầu đuôi nó như thế này. Lúc mà gia đình ông Tô Văn Lai từ Việt Nam sang Pháp định cư, thì dĩ nhiên là lúc đó cô Thủy mới có 12 tuổi, thì cô đi học trung học, cô chưa biết gì về vấn đề nghệ thuật, cho nên là mọi việc là ông Tô Văn Lai đảm trách. Yeah. Thì lúc đó đó, ông Tô Văn Lai mới xin được tài liệu và hình ảnh của Trung tướng Trần Văn Trung, là Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mới sang định cư ở đó. Những tài liệu và hình ảnh đó là do Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa trao lại cho Trung tướng Trung trước khi chính quyền Cộng sản Việt Nam đến tiếp thu cái cơ sở đó, yeah, sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Thì thưa quý vị là nhờ những tài liệu đó, ông Tô Văn Lai mới đem thực hiện cuốn video là Giọt nước mắt cho Việt Nam và Giã biệt Sài Gòn. Khi đem hai cuốn băng đó sang phát hành ở bên Mỹ thì đồng bào ở Cali này vừa coi vừa sụt sùi khóc. Sụt sùi khóc là tại sao? Tại vì cái biến cố mà mất miền Nam lúc đó nó còn mới quá. Và cái thứ hai là quan trọng hơn là không ai nghĩ sẽ có ngày về Việt Nam. Bây giờ thì người ta về như đi chợ, cái xúc cảm nó không còn mạnh như hồi đó. Nhưng phải hình dung lại vào những năm đầu khi chúng ta mới mất miền Nam, thì chúng ta nghe Sài Gòn vĩnh biệt, chúng ta nghe người di tản buồn,
là ai cũng cảm thấy cái lòng nao nao xúc động, bởi vì thấy rằng cái cố hương nó xa mờ tít và không nghĩ rằng có ngày chúng ta đặt chân trở về. Thế thì những cái xúc động đó nó lớn lao lắm khi bác Tô Văn Lai sản xuất hai cuốn băng Giã Biệt Sài Gòn và Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam. Thì tiếp tục cái con đường đó thì Thúy Nga bắt đầu thực hiện thêm những cuốn như là Mùa Xuân Nào Ta Về, Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương, Cây Đa Bến Cũ, rồi khi đưa vào trong Paris By Night những chủ đề như là 20 năm nhìn lại, 30 năm viễn xứ, chân dung người phụ nữ Việt Nam, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Tôi Là Người Việt Nam, hay là chủ đề S. Bên cạnh tất cả những cái chủ đề mà đầy ý nghĩa về thời cuộc đó, thì Trung tâm Thúy Nga cũng là trung tâm đầu tiên và có thể coi là duy nhất mà thực hiện gần hết những chương trình chủ đề giới thiệu các nhạc sĩ của miền Nam chúng ta. Giới thiệu tất cả các nhạc sĩ miền Nam chúng ta, gần như là quần hùng không còn thiếu ai, và mới đây là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thì chú nghĩ rằng là tất cả những cái sản phẩm lớn lao như vậy, nó nằm ở trong một cái thư viện, nó nằm ở trong một cái danh mục mà Trung tâm Thúy Nga đã sản xuất. Thì bây giờ nhân 35 năm nhìn lại, thì có thể nhìn lại tất cả những tác phẩm thuần túy nghệ thuật, cũng có thể nhìn lại những tác phẩm mang tính cách thời sự hay chính trị. Và dĩ nhiên là mỗi khi chúng ta nhìn lại, không phải là chỉ mấy chục năm sau hay là 100 năm sau, thế hệ con cháu chú nhìn lại, mà ngay chính chú sau 26 năm làm cho Paris By Night, lâu lâu tình cờ nhìn lại một cuốn băng, chẳng hạn Huế, Sài Gòn, Hà Nội, chú nhớ đến chiếc cầu sắt mà Thúy Nga đã bỏ ra 18.000 để thực hiện trên sân khấu cho bài Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy mà chỉ xài có 4 phút, hay là cũng trong cuốn băng Huế, Sài Gòn, Hà Nội đó, chú coi lại đoạn mà chú phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại nói về trận đánh hải chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa với lại Trung Cộng năm 74. Tất cả những cái đó nó cũng mình làm mình nao nao, hay là những hình ảnh thuyền nhân vượt biển trong cuốn 20 năm nhìn lại, 30 năm viễn xứ, Tôi Là Người Việt Nam. Thì chú nghĩ là đó là những cái giá trị tinh thần về văn hóa nghệ thuật rất lớn lao mà Thúy Nga đã làm được trong cái chặng đường 35 năm vừa qua, bên cạnh các tác phẩm thuần túy nghệ thuật. Dạ, mà nói một cách khác đi thì theo cháu thấy thì đa số những nhân vật mà Trung tâm Thúy Nga đã từng tôn vinh ở trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga hiện giờ thì những người đó cũng đã xa, cũng đã đi rất là xa. Ừ. Thì qua một cái cách nào đó, khi mà Trung tâm Thúy Nga mời họ lên sân khấu để mà vinh danh những cái đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật như là những người nhạc sĩ, hoặc là trong một cái dòng lịch sử của người Việt Nam của chúng ta, thì Trung tâm Thúy Nga đã bất tử hóa cái hình ảnh của họ, đúng không thưa chú? Để cho những thế hệ sau như cháu, những người mà không biết rõ về những cái giai đoạn lịch sử đó, hoặc là không biết rõ về những cái dòng nhạc đó, có thể nhìn lại và có thể học hỏi và có thể trau dồi thêm kiến thức của mình nữa. Cái đó đúng chứ cháu, là tại vì như thế này, khi mất miền Nam chú đúng 30, 43 năm sau là ngày hôm nay chú 73. Nguyễn Ngọc Ngạn, Tô Văn Lai, Lam Phương, tất cả những người đó ở thế hệ đầu tiên, 5-10 năm nữa sẽ không còn. Yeah. Rồi thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, tất cả đều qua đi cả. Yeah. Cái còn lại chỉ là những di sản văn hóa mà thôi. Thì chú xin nói rộng như thế này này. Khi mà nhà Mãn Thanh lật đổ nhà Minh để chiếm nước Trung Hoa, thì từng đợt hàng ngàn người Hoa trung thành với nhà Minh bỏ nước Trung Hoa đi sang Việt Nam xin lập nghiệp và sinh sống. Chúng ta gọi họ là những người Minh Hương, là tại vì họ luyến tiếc nhà Minh. Cộng đồng người Minh Hương đó vài thế hệ sau thì tan loãng vào trong cộng đồng người Việt, trở thành người Việt thuần túy, chẳng hạn thi sĩ Hồ Dính, chẳng hạn nhạc sĩ Lam Phương của chúng ta, là gốc gác là người Minh Hương, là người Hoa chống nhà Mãn Thanh đi sang Việt Nam. Thì lúc đó cái cộng đồng người Minh Hương cũng như cộng đồng người Việt của chúng ta bây giờ, họ cũng có những tranh chấp về bang hội, về những công việc làm ăn họ cũng làm được. Nhưng mà thời gian xóa nhòa, không còn ai biết họ là ai, chúng ta cũng thế. Vài chục năm nữa, nếu giỏi lắm thì chúng ta gọi con cháu chúng ta, hậu duệ của chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Còn cái cộng đồng nó không còn chặt chẽ như thế này giống như người Minh Hương. Nhưng
cái mà còn lại. Ngày hôm nay hễ cháu vào chợ lớn, cháu xuống Bạc Liêu, cháu đi các tỉnh, cháu thấy chùa ông, cháu thấy chùa bà, cháu thấy chùa ông Bổn, thì cháu biết đó là những cái di sản mà người Minh Hương khi sang Việt Nam họ xây dựng lại. Bây giờ cũng thế, chú sẽ qua đi, thế hệ của chú qua đi, thế hệ nối tiếp cũng sẽ qua đi. Cái còn lại mà cộng đồng chúng ta cố gây dựng 40 năm nay là cái gì cháu? Là những di sản văn hóa mà về sau, chúng người đời sau sẽ rất là trân quý. Thí dụ những ngôi chùa Việt, những thánh đường, những thánh thất, những đền Hùng, những thư viện tiếng Việt, những bảo tàng viện thuyền nhân, những tượng đài, những kỳ đài, thậm chí nghĩa trang Việt Nam, thư viện tiếng Việt, những con đường Việt Nam, những công viên Việt Nam, tất cả những cái đó sẽ còn lại mãi mãi để thế hệ 100 năm sau, 200 năm sau người ta nhớ rằng là cái đợt đầu tiên cha ông của người Việt Nam là đợt của mình sang đây đã gây dựng cái bước đầu như thế nào để lại cho con cháu. Đối với chú tất cả những cái đó nó mới trường tồn. Đối với chú tất cả những cái đó nó mới có ý nghĩa để cộng đồng chúng ta có thể hiên ngang, có thể hãnh diện mà nhìn những cộng đồng khác. Còn ngoài ra thì tất cả đều sẽ bị lãng quên hết, bởi vì sự thực nó không có cái gì đáng nhớ. Là đối với chú là như vậy. Chú đi rộng hơn một chút, nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý, nhưng nhà Trần không phá những ngôi chùa của nhà Lý. Cho nên ngày nay chúng ta nhìn những ngôi chùa cổ rất quý ở Việt Nam, chúng ta mới biết ở đây là triều đại nhà Lý, một triều đại mà Phật giáo cực thịnh, và vì thấm nhuần sâu sắc cái lý thuyết từ bi của đạo Phật mà nhà Lý đã sinh sản ra những vị vua nhân từ nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Thì tất cả những ngôi chùa đó mới là những cái gì để lại, để chú mỗi lần chú đọc sử hay chú nhìn được thì hình ảnh đó thì chú rất là ngưỡng vọng mộ những vị vua của đời Lý. Thì bây giờ chú cũng vậy, chú nhìn, chú bây giờ là vứt đi rồi, 5-10 năm nữa không còn. Chú muốn rằng mai sau chúng ta có những cái mà con cháu chúng ta hoặc là cộng đồng thế giới nhìn ra những cái điểm son của chúng ta, đó là những cái di tích lịch sử mà bây giờ chúng ta xây dựng. Cháu nghe chú nói thì những cháu chợt nhớ đến một chuyện là thường thường người ta nói là lịch sử được viết nên bởi những kẻ chiến thắng. Thì giống như cái hồi xưa hơn nữa thì có cái câu chuyện là Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho để vùi chôn cả một cái giai đoạn lịch sử. Nhưng mà đối với cháu, cái hành trình 35 năm của Trung tâm Thúy Nga không phải chỉ là hành trình 35 năm của Paris by Night, mà nó là cả một cái hành trình, cả một cái giai đoạn lịch sử 35 năm của người Việt tị nạn của chúng ta nơi xứ người, và cả một dòng nhạc của miền Nam Việt Nam trước năm 75 được lưu giữ lại nữa. Và đó là những trang sử không bao giờ đốt được. Đúng cháu, tại bây giờ nó như thế này này. Lúc nãy chú chỉ nói về những di tích chúng ta để lại, chúng ta chưa nói được về những sản phẩm văn hóa nghệ thuật. Thí dụ bây giờ sách báo, những tác phẩm văn học nghệ thuật bây giờ thế hệ này viết ra, những cuốn băng, thí dụ những băng chủ đề như chú vừa nói, lời về sau con cháu chúng ta có thể không còn nhớ gì nhưng vẫn nghe nhạc Phạm Duy, nhạc Lam Phương, vẫn nghe Tuấn Khanh, vẫn nghe Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên. Thì tất cả những sản phẩm mà Thúy Nga đã dựng được về các chủ đề giới thiệu cuộc đời cũng như sự nghiệp của nhạc sĩ chính là những cái kho tàng chúng ta để lại về sau. Đó chính là một trong những lý do mà để cho Trung tâm Thúy Nga có một cái dịp để kỷ niệm cả một hành trình 35 năm là một cái điều không hề dễ dàng, kính thưa quý vị. Và cho đến như phút này thì không có trung tâm nào tại hải ngoại mà có thể làm được điều này ngoài Trung tâm Thúy Nga cả. Thưa chú, đối với Trung tâm Thúy Nga thì đây là một cái dịp để ăn mừng 35 năm ngày sinh nhật đi của Paris by Night. Nhưng đối với riêng chú thì đây là cái dịp chú celebrate, chú ăn mừng cái điều gì sau hơn 25 năm cộng tác với Trung tâm Thúy Nga? Chú thì có nhiều điều để ăn mừng lắm cháu. Tức là không có Paris by Night thì cũng không ai biết chú. Nhưng mà không có chú thì có thể cái phần đóng góp về văn hóa nghệ thuật cho Paris by Night có thể nó kém đi một chút xíu. Cháu thấy rồi cái gì? Tức là cái sự hỗ tương của chú. Tức là chú mừng là chú gặp được một trung tâm nó hợp với tất cả những cái sở nguyện của chú. Chú gặp được cô Kỳ Duyên, chú gặp được nhiều nghệ sĩ. Tức là chú mừng là nhìn lại một cái chặng đường. Cháu ơi, chú vẫn nói với cô là trong đời chú
chú chưa làm cái nghề gì nó lâu như thế này. Chú không có làm cái nghề nào mà nó lâu, mà tới 26 năm cả. Cũng cái nghề này nó lâu quá. Cái lúc mà lần đầu tiên chú làm MC trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga, chú có nghĩ là chú sẽ đi một chặng đường dài hơn 1/4 thế kỷ như thế này không thưa chú? Không cháu. Chẳng những không, mà lúc cô Diệp bà xã chú tiễn chân chú ra cửa còn nói thôi làm một cuốn nghỉ cũng được. Tại vì mình nói vậy cũng là mình tự trấn an thôi. Vì mình không biết người ta có mời lại hay không. Thì mình cũng nói đại là mình làm một cuốn nghỉ cũng được cháu. Tại vì trước chú thì chú phải nói với cháu một cái điều rất là... Chú năm nay 70 mấy tuổi thì cái gì muốn nói là phải nói thật. Không có cái gì úp mở nữa cháu. Không còn thì giờ để cải chính nữa. Nói là... Trước chú thì MC nó chưa phải là một cái job mà được người ta chú ý. Người ta không có chú ý. Thậm chí cháu biết không, lúc mà chú chưa lên Paris by Night thì hội chợ Tết ở Toronto đó, các hội đoàn Tết cộng đồng có mời chú làm MC. Thì lúc đó thì chưa có nghệ sĩ professional chuyên nghiệp, tất cả là local hát với nhau thôi. Thì chú lên chú cũng giới thiệu, chú kể chuyện. Thì mấy người mà thu hình cái chương trình đó là tất cả cái phần chú nói chuyện họ cắt hết. Họ chỉ thu ca thôi, mặc dù ca là mấy người local. Họ, tức là ngay cả cái ông thâu hình, ông còn không thấy cái người MC là quan trọng mà. Ông không có gì quan trọng. Cho nên là trước khi chú vào thì sự thực ra thì MC chưa phải là một cái job được sự chú ý. Rồi từ chú, rồi từ cô Kỳ Duyên làm chung thì tự nhiên cái job đó nó trở thành người ta chú ý nhiều. Cho nên là cháu hỏi là có nghĩ làm lâu hay không thì chính chú cũng không bao giờ nghĩ rằng là chú có thể đứng 25, 26 năm như thế này cháu. Như vậy thì sau 26 năm đứng trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga, thì đối với riêng cá nhân của chú, tại vì mình đã bàn về những cái điều mà Trung tâm Thúy Nga làm được rồi, thì đối với riêng cá nhân chú, cái điều mà làm chú cảm thấy hài lòng và hãnh diện nhất sau hơn 26 năm là một cái nghề mà có thể là nghề chọn chú chứ không phải là chú chọn nghề nữa, nó đến với chú rất tình cờ, thì điều đó là điều gì chú? Cái điều mà chú cảm thấy rất là an ủi, phải nói cái chữ là rất là hạnh phúc, là sung sướng, là tại vì khi chú ra đường hay là chú vào quán ăn thì những em bé 3-4 tuổi đều chạy lại chào ông Ngạn. Thì chú mới nói, người lớn thì chú không nói, nhưng mà trẻ em sinh bên này mấy tuổi, mà một lần chú với cô đi vào quán ở San Jose, thì vào thì có một đứa bé chừng 3 tuổi nó đang ngồi trên cái ghế nhỏ với bố mẹ nó. Thì tự nhiên chú vào cái nó nói ông Ngạn. Rồi từ đó nó không ăn được nữa. Nó cứ ông Ngạn suốt trong cái buổi đó. Chú phải chạy lại bế nó chụp hình này kia, bảo thôi con ăn đi cho bố mẹ con ăn. Chứ giờ nó cứ quay nó nhìn chú cứ ông Ngạn hoài. Bố mẹ nó giải thích rằng là... À với lại có một đứa nữa thì... mỗi lần chú xuất hiện thì mẹ nó nói là ông Ngạn. Thì nó nghe tiếng được tiếng mất. Nó lại tưởng mẹ nó kêu ông ngoại. Thành ra về sau nó cứ nhìn thấy chú nó kêu là ông ngoại. cái sự thân thương của khán giả đủ mọi thứ tầng lớp, người trẻ đến người già, dành cho chú. Và họ có cảm tưởng như chú là một người thân trong gia đình. Họ có cảm tưởng là một người thân. Cho nên là đối với nghệ sĩ thì có thể họ chưa hiểu rõ, cho nên đôi khi họ xa cách. Nhưng mà đối với chú thì họ như là một cái người này, ông này ông quen lắm, mình ngày nào mình cũng thấy trong phòng khách của mình. Thành thì ra đường thường thường chú luôn luôn nhận được những cái lời chào hỏi. Và những lời chào hỏi đó là đối với chú là một cái sự an ủi lớn lao, là một cái sự thành công, không nói về các mặt khác mà thành công về tạo được cái tình thân giữa chú và khán giả bốn phương. Và cũng nhờ cái tình thân đó và người ta tin tưởng chú, thì chú có nói một đôi lần là tại vì chú không phải là một người MC trong đầu người ta, mà chú là hình ảnh như một ông thầy giáo. Thành thế chú nói cái gì người ta dễ nghe theo. Bằng chứng là kỳ vừa rồi chú nói cái gì rồi cô Kỳ Duyên, cô Thâu, cô bỏ lên cả bao nhiêu triệu người đó. Cháu có share. Đúng không? Bao nhiêu triệu người. Thế thì chú mới thấy rằng là từ những cái đó, một đôi lần, tại chú không có Facebook, không có livestream gì được, cho nên là chú không hiểu. Nhưng mà đôi khi Kỳ Duyên đưa lên thì báo cáo cho chú biết là bao nhiêu triệu người share những cái đó rồi. Ngay cả báo trong nước họ cũng lấy, họ đăng lại cái câu đó. Mà cái câu đó thì không có cái gì là lớn lao cả. Nhưng mà tại đây chú sắp xếp
cái ngôn ngữ lại thôi, chứ nó chẳng có gì là lớn lao mới mẻ. Nhưng mà cái đó nó làm cho chú bắt đầu bận tâm. Bận tâm rằng là nếu một câu nói của mình mà cả chục triệu người share như vậy, người lắng nghe như vậy, thì cái trách nhiệm của mình nó lớn lắm. Cho nên từ đó chú lại càng cẩn trọng hơn. Và chú có một cái là khi mình cẩn trọng hơn mà người ta coi mình làm hình ảnh ông thầy giáo, thì cái gì mình cũng phải đi một đường thẳng, không quanh co. Đó là cái trách nhiệm của mình. À, lúc trước cháu có nghe một người đã từng nói với cháu là đã là người Việt Nam thì phải biết tô phở. Paris để một cái đĩa DVD của Trung tâm Thúy Nga và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. À, và có một cái lần chú còn kể với cháu một câu chuyện là mỗi lần mà đi show thì những khán giả ra chụp hình với lại ca sĩ mua đĩa CD thì lại một cái hàng dài nhất là cái hàng chờ để chụp hình với chú, với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Và chú còn đùa rất duyên là chú bảo là ông nổi tiếng lắm hay sao mà bao nhiêu người hùa vào chụp hình vậy. Thì chú còn bảo là ồ không, tại vì người ta nói là tại vì ông già rồi, không biết là ông sẽ... Đúng, ông sẽ... cái đó chú không đùa cháu thật. Người ta nói thật và... như vậy hả chú? Ông ấy nói với bà Mỹ, bà ấy nói là tại sao tôi làm ở đây mấy chục năm tôi chưa bao giờ thấy người đến qua cái show đông như thế này. Show đó là Nguyễn Ngọc Ngạn, 55 năm sân khấu. Thì ông kia ông nói là we come to see the old man. Chúng tôi đến để coi cái ông già đó. Ông già là chú mà trên poster đó. Thì bà Mỹ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy nói như vậy ông già này phải hay lắm phải không? Thì ông Việt Nam kia ông trả lời là he die soon, tức là ông sắp chết rồi. Thành thế cho người ta, cái đó thật chứ không phải à? Nhưng mà cái câu đầu thì chú phải cải chính. Tức là tờ báo Los Angeles Times, tờ báo Register ở đây họ viết câu rằng là trong mỗi gia đình Việt Nam người ta có thể tìm thấy một chai nước mắm, một bát phở và cuốn Paris by Night. Tức là ý nói rằng Paris by Night, chai nước mắm và bát phở là nhu cầu vật chất, nhu cầu ăn hàng ngày. Paris by Night là nhu cầu tinh thần. Có nghĩa là Paris by Night nó trở thành một cái nét văn hóa tâm linh, văn hóa tinh thần. Có vật chất để sống, có tinh thần để làm cho cuộc sống mình vui hơn. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân đọc rất là nhiều những cái comments mà quý vị đang gửi cho chú Ngạn. Tuy nhiên nhiều comments quá cho nên Ngọc Hân sẽ không đọc hết được. Ngọc Hân chỉ xin đọc một vài câu để mà gửi cho chú Ngạn. Con yêu bác, mãi yêu, gia đình con cũng yêu bác nhiều lắm. Bác truyền lửa yêu văn chương lịch sử Việt Nam. Những lời dẫn của bác đi vào những bài tập làm văn của con những năm phổ thông từ Paris by Night 76 Xuân Tha Hương. Bác là người góp phần cho sự thành công cho sản phẩm Paris by Night. Thúy Nga và bác Ngạn gặp nhau là một cơ duyên, định mệnh là mảnh ghép của nền văn hóa nghệ thuật hải ngoại. Con chúc bác luôn khỏe mạnh để truyền lửa cho thế hệ sau, trân trọng và mãi yêu bác. Không biết mình có nói quá không, sau này chắc sẽ không bao giờ tìm được một MC như chú Ngạn nữa. Chú Nguyễn Ngọc Ngạn, MC lẫy lừng của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Khán giả nước nhà luôn theo dõi và ủng hộ chú Ngạn. Thích lắm gặp được chú Nguyễn Ngọc Ngạn, rất ngưỡng mộ anh, một nhà văn và một MC rất dễ thương. Chú ơi, khi xưa cái cuốn đầu tiên mà chú xuất hiện trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga là Paris by Night số 17. Khi đó chú ở Toronto, Canada. Làm sao chú Tô Văn Lai biết được mà sang tận Toronto, Canada để mời chú sang làm MC như Trung tâm Thúy Nga? Không, cái này thì chú có kể rồi cháu. Nhưng mà thôi nhân cháu hỏi mà nhìn lại 35 năm thì người ta cũng có thể đã quên. Thì chú mới kể lại là như thế này. Lúc đó khi... những cuốn đầu của Paris by Night, từ cuốn 1 đến cuốn 6 là hình thức MTV. Cháu biết rồi. Hình thức MTV có nghĩa là thu hình ca sĩ rồi chạy ở đây, thí dụ như là bản Giọt Mưa Thu, tác giả Đặng Thế Phong, tiếng hát Hương Lan, thí dụ vậy, rồi Hương Lan ra hát. MTV thì ông Jean-Pierre Paris, Paris là cái ông mà giúp cho Thúy Nga buổi ban đầu mà mới mất đây đó, chỉ có chia buồn đó, vừa là đạo diễn vừa là chủ của phim trường Euromedia. Ông mới nói rằng là cái trào lưu bây giờ đó không quay MTV kiểu này được nữa, nó nhàm lắm, phải có người host, phải có người MC nói chuyện và phỏng vấn nghệ sĩ. Thì bác Lai mới biến cái MTV trở thành chương trình Paris by Night như bây giờ. Thì bác Lai mới mời người đầu tiên là ca sĩ Joe McSen. Tại anh Joe McSen đã nổi tiếng từ Việt Nam là cuốn số 7. Rồi sau đó, thì là cuốn số 8 thì là không, cuốn số 9 thì mời nghệ sĩ Trần Văn Trạch.
rồi cuốn số 10 là Việt Thảo, rồi cuốn 11 là hình như là Hương Lan, Em Viết Phương, Khánh Ly gì đó, rồi sau đó là kế là La Thoại Tân, rồi tới Ngọc Phu, rồi tới Kim Anh, Trần Quốc Bảo. Thì bác Lai mời một loạt nghệ sĩ là thay nhau làm MC. Cho đến tình cờ khi bác Lai đi phát hành băng đến các tiệm băng, mà ngày xưa thì băng luôn luôn phát hành ở các nhà sách, bán chung với các nhà sách, thì bác Lai mới hỏi các chủ tiệm sách. Một trong những cái tiệm mà bác Lai hỏi là nhà sách Tú Quỳnh ở đây. Thì nói là hiện nay chuyện của ai bán chạy nhất, nhà văn nào bán chạy nhất, thì các chủ tiệm đều nói bác Lai là chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn là bán chạy nhất. Thì bác Lai mới về nói chuyện với cô Thủy. Thì cô Thủy mới nói là bà phone mời ông đi. Tại vì chính cô Thủy cũng vừa đọc chuyện của chú. Thành thời gian, và các nghệ sĩ lúc đó thì đi show đọc chuyện của chú khá nhiều. Thì từ đó bác Tô Văn Lai mới xin số điện thoại và phone sang bên Canada mời chú. Chứ không phải là bác Lai bay sang. Phone mời chú, nhưng mà lần đầu thì không gặp chú, chỉ có nói trong máy. Nhưng mà chú thì cái tính chú nó cẩn thận lắm. Tính chú cẩn thận là như này, tại vì chú cứ nói là người Việt Nam nhiều khi người ta bốc đồng, hoặc là người ta lúc đó người ta nghĩ vậy, nhưng mà chưa chắc người ta đã chín chắn, cho nên chú không có phone lại. Chú không phone lại tại vì nhiều khi người ta vừa nói cái lúc đó người ta nghĩ vậy, nhưng lúc sau mình phone lại người ta bảo đâu có, hay là mình bất công bay sang mà chả được việc gì, cho nên chú không phone lại. Nhưng mà mấy hôm sau thì bác Lai lại phone lại cho chú một lần nữa, để chứng tỏ là bác rất là serious, tức là có ý mời thật. Rồi vừa lúc đó thì bác Lai cẩn thận mua lấy một thùng băng của Paramedai cũ gửi hết sang cho chú. Đó, thì là từ đó thì là chú còn lưỡng lự lắm, chú chưa có biết tính, là vì chú chưa có làm cái nghề này bao giờ cả. Mà không biết là nhà văn thì cháu biết là lúc nào cũng ngồi sau bàn viết, mà cái sân khấu nó khác hẳn cái bàn viết. Hai cái nó không thể nào nó giống nhau được. Người viết được chưa chắc đã nói được, người nói được chưa chắc đã viết được. Cái đó thì cháu biết rồi. Cho nên là mình viết sách bán bestseller, bán rất là chạy, nhưng mà chưa chắc lên sân khấu đã nói được. Thành thì chú cứ lưỡng lự mãi, thì bác Lai lại gửi cho chú vé máy bay. Mà bác Lai phone chú là tháng 5, thì tháng 8 chú nhận được vé máy bay, thì chú lên đường qua Pháp. Thì bà xã chú bảo thôi làm cuốn là nghỉ cũng không sao đó. Thì nhưng mà chú vừa opening nói câu đầu cái thì bác Lai đã kêu chú là em làm độc quyền cho Thúy Nga đi đó. Thì từ đó là chú ở lại và đã trở thành huyền thoại. Tới bây giờ là hơn 100 cuốn rồi, một trăm hai đúng là hơn 100 cuốn. Tới bây giờ là hơn 26 năm cháu. Cháu có đọc một cái chia sẻ của chú, và chú có chia sẻ là hồi đó thì chú cũng có ít không có nghe nhạc Việt Nam nhiều nữa. Mặc dù chú đã có sẵn cái vốn kiến thức của một nhà văn rồi, nhưng mà kể từ khi làm MC cho Trung Tâm Thúy Nga thì chú cũng phải là tìm hiểu rất là nhiều để tạo thêm một cái vốn liếng về nghệ thuật cho mình nữa, đúng không thưa chú? Nó như thế này. Chú được trời cho nhiều thứ. Một trong những cái thứ đó là trí nhớ. Trí nhớ. Nhưng mà cái trí nhớ nó chưa đủ cháu. Nếu mà gọi là kiến thức thì hàng triệu người kiến thức nhiều hơn chú. Gọi là đọc sách thì hàng triệu người đọc sách nhiều hơn chú. Nhưng chú, cái may mắn của chú hơn người ta là chú có trí nhớ. Và cái thứ hai nữa là cái lúc lên sân khấu cháu có dùng được cái kiến thức của cháu hay không. Biết bao nhiêu người, có thể có cả cháu lên sân khấu cháu quên, hoặc là cháu vừa nói xong cái điều đó cháu xuống, người cháu bảo tại sao lúc nãy mình không nói câu này, có bảo không cháu? Đó, thì bây giờ Paris by Night là trực tiếp trước bao nhiêu ngàn khán giả, đâu có sửa được cháu. Cháu nói sai đành chịu thôi chứ. Thì bây giờ đó, cháu có kiến thức nhưng cháu có dùng được hay không, nó có nảy ra trong cái lúc đúng lúc hay không. Đó, cái đó mới là cái quan trọng cháu. Thì chú thì đọc sách nhiều, trời cho trí nhớ tốt. Có những câu chuyện chú đọc cách đây 50 năm bây giờ chú vẫn nhớ. Những câu chuyện kể chú, người ta kể cho chú mấy chục năm chú vẫn nhớ, mà thường thì người khác người ta quên đi. Thành thử ra, nhưng mà cái nhớ đó nó không quan trọng bằng cái là lúc đứng trên sân khấu nó có bật ra trong trí hay không. Cái lúc mình cần
đó là cái nào quan trọng thì chú được trời cho cái đó cháu. Dạ. À, hồi nãy khi mà chú nhắc tới cái sự xuất hiện lần đầu tiên của chú trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga thì một trong những cái người có thể gọi là gieo duyên là ông Jean-Pierre Mary là mới vừa qua đời hồi tháng 2 năm nay. À, thì theo cháu được biết thì ông cũng là một trong những người đã góp công đặt nên cái tên Paris by Night đúng không thưa chú? À, cái tên Paris by Night thì theo bác Lai kể với chú đó. Dạ. Thì chú có hỏi là anh Lai, cái tên Paris by Night đó, cái thương hiệu đó là do anh nghĩ ra hay là ai đề nghị với anh? Tại vì sự thực chú có thấy ở bên Paris có một cái quán cà phê của Pháp nó đề chữ Paris by Night. Thì bác Lai mới kể chú như thế này này. Cái lúc đầu đứng sang bên đó thì có một số nghệ sĩ của miền Nam. Yeah. Những nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Hữu Phước con Vân, ba của Hương Lan. Rất nhiều nghệ sĩ. Mà bên Pháp ấy, thì lúc đầu cái đời sống kinh tế nó khó khăn. Mà tiếng Pháp thì nhiều người cũng không có dành công ăn việc làm. Yeah. Nó không có nhiều. Yeah. Thành thử cái cuộc sống nó không có bận bịu nhiều như bên Mỹ. Bên Mỹ thì nó như là nước chảy cuồn cuộn. Như bên Pháp cái cuộc sống thì chỉ có buổi tối đó thì nhiều người mới gặp nhau. Than vắn thở dài nhớ sân khấu, tiếc cuộc sống ngày trước, rồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, rồi ôm đàn hát cho nhau nghe. Đó. Hát cho nhau nghe là chia sẻ những cái nỗi buồn tha hương với nhau mà thôi. Thì lúc đó bác Lai mới nghĩ tới rằng là cái này mình gọi là cuộc vui buổi tối đi, gọi là Paris by Night đi. Từ đó đó bác Lai mới nảy ra cái ý là lấy cái tên là Paris by Night. Đó là theo lời bác Lai kể với chú. Dạ. Kính thưa quý vị, 35 năm hành trình của Trung tâm Thúy Nga với thương hiệu Paris by Night là một hành trình không hề đơn giản mà nó có mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu nữa. 35 năm, Paris by Night 126 sẽ kỷ niệm hành trình của mình vào ngày thứ Bảy 26 tây tháng 5 và Chủ nhật 27 tây tháng 5 sắp tới đây tại Mystic Lake Casino and Hotel. Xin quý vị liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga, số điện thoại là 714-894-5811, 714-894-5811. Quý vị còn có thể liên lạc với Bờm Music 612-872-8004 để mua vé cho ngày thứ Bảy, hoặc là Đại Lợi 612-874-6300 để mua vé cho ngày Chủ nhật. Và khi quý vị gọi cho casino để đặt phòng hotel thì quý vị có thể nhắc đến cái group block code là Paris Fan 18 và casino sẽ có những ưu đãi đặc biệt dành cho những quý khán giả đến để mà xem chương trình Paris by Night. Thưa chú, như thông lệ thì show Paris by Night, show thu hình lúc nào cũng có 2 hoặc là 3 suất và chia ra thứ Bảy và Chủ nhật. Thì ai cũng thắc mắc là khi mà mình mua vé thì mình nên đi ngày thứ Bảy hay là mình nên đi ngày Chủ nhật. Sau này thì cái hài kịch của hai ngày nó cũng khác biệt nhau. Nhưng mà cháu muốn hỏi chú là với cương vị của một người MC thì chú thấy là cái show thứ Bảy và cái show Chủ nhật nó khác nhau như thế nào thưa chú? Đúng ra thì không nên trả lời cháu cái này. Nhưng mà thưa quý vị, cháu Ngọc Hân hỏi tôi một câu mà giá cháu không hỏi tôi cũng nói. Là thưa quý vị như thế này, đối với những thành phố lớn, chẳng hạn như Orange County ở đây, hay là Bắc Cali như San Jose, Houston, Dallas, đối với những thành phố lớn, thì cái chương trình nhạc chiều Chủ nhật đó, nó diễn ra rất là nhiều. Và nhiều người họ chỉ quen đi coi chiều Chủ nhật thôi. Nhưng mà đối với những thành phố có thể không gọi là nhỏ về mặt diện tích, về mặt dân số, nhưng mà do thói quen thì có những người họ chỉ coi văn nghệ tối thứ Bảy thôi. Họ không đi ngày Chủ nhật bao giờ. Vì họ bảo bác Ngạn ơi, ban ngày trời nó nắng sáng quá, cái không có không khí văn nghệ, anh chỉ ra chúng cháu thích đi đêm. Ok. Thì nhưng mà thưa quý vị, nó như thế này nè. Đối với Paris by Night của chúng tôi, từ bao nhiêu năm nay làm hai suất, luôn luôn nó có một suất tối thứ Bảy và một suất trưa Chủ nhật. Thì nếu mà bật mí mà nói chuyện thì như thế này, cái suất Chủ nhật thường nó hay hơn, phải không cháu? Không phải nó hay. Hai suất nó y như nhau về nội dung, nhưng mà nó hoàn chỉnh hơn về mặt trình diễn. Tôi lấy thí dụ như là ngày thứ Bảy tôi với cô Kỳ Duyên kể một câu chuyện. Và nhìn xuống thấy mặt khán giả nhạt hoét, không ai nhếch mép cười, thì cái ngày Chủ nhật tôi sẽ bỏ câu chuyện đó. Hoặc là đổi cái cách kể đi. Hoặc là diễn viên cũng vậy, ca sĩ cũng vậy.
Nếu mà mình diễn tả trong cái ngày thứ bảy mình chưa thấy nó hoàn chỉnh, thì cái ngày chủ nhật mình rút cái kinh nghiệm để trình bày. Đó là về mặt nghệ sĩ. Còn thứ hai về mặt khán giả, những người mà không muốn là 1-2 giờ sáng mới lái xe về thì tốt nhất là họ coi trưa chủ nhật, tức là 1 giờ 1 rưỡi đến 6 giờ, 5-6 giờ xong thì có thể ở lại casino ăn uống buffet, vui chơi trong chốc lát rồi về. Bởi vì ngày hôm sau là ngày thứ hai mà, nghỉ làm gì đâu, cũng đi shopping ở Mall of America thôi. Thì thưa quý vị, nếu quý vị nào ở Minnesota, ở Ohio, ở Chicago, ở các vùng phụ cận Dakota mà chưa coi quen coi chủ nhật, quý vị thử đi, quý vị sẽ ghiền coi suốt ngày chủ nhật. Chừng đó Thúy Nga lại không về nữa để quý vị coi ngày chủ nhật. Mà văn nghệ nào cũng chỉ có tối thứ bảy thôi. Vâng, nhưng mà quý vị coi ngày chủ nhật đi, quý vị sẽ thấy là hoàn toàn giống nhau, mà cái phong cách trình bày có thể nó hoàn chỉnh hơn ngày thứ bảy. À, chú ơi, sẵn mình đã bật mí luôn rồi thì cháu muốn hỏi thêm câu này được nước làm tới. Cháu hỏi là tại vì lần này thì chú và chị Kỳ Duyên cũng sẽ xuống hàng ghế khán giả để có những cái phần đố vui, có những cái phần quà dành cho những quý khán giả may mắn, với những cái phần quà được bảo trợ từ những nhà Diamond Sponsors của Trung tâm Thúy Nga. Và trong những phần quà này có những phần quà là tiền mặt rất là nhiều. Có một dạo cháu nhớ có một phần quà lên tới 11.000. Thì cháu nghe đồn là nếu mà thứ bảy mà trao quà mà không hết thì hình như nó dồn sang ngày chủ nhật để trao quà cho hết, phải không chú? Theo chú nghĩ là vậy. Thí dụ bây giờ hỏi ngày thứ bảy mà người ta trả lời sai, thì giữ cái số tiền đó để nó tăng lên, thì đương nhiên nó dồn vào ngày chủ nhật. Tại vì có thể quý vị đi ngày chủ nhật thì quý vị may mắn hơn. Đi coi ngày chủ nhật thì quý vị đi coi ngày chủ nhật đi, em đổi vé em đi coi ngày chủ nhật. Và còn một điều nữa là cháu mới được nghe đồn bật mí thêm là vở hài ngày chủ nhật là do chú Ngạn viết. Chú viết, đúng rồi, chú viết vở hài ngày chủ nhật. Thì thường thường thưa quý vị, nó có một cái như thế này này. Sau này đã Thúy Nga muốn đáp ứng cái thị hiếu thưởng ngoạn, cái nhu cầu thưởng ngoạn của nhiều tầng lớp khán giả, cho nên là luôn luôn là Thúy Nga, cô Thủy nhờ chú viết một vở kịch. Loại kịch của chú thì nó hợp với khán giả hải ngoại hơn, nhưng mà đối với khán giả trong nước thì loại kịch trong nước như là của Hoài Linh, của Chí Tài thì lại hợp với khán giả trong nước hơn. Tại vì mỗi một cái xã hội nó có cái cuộc sống nó khác biệt nhau. Chú viết kịch thì thường là diễn vào ngày chủ nhật. Tại vì lý do gì cháu biết không? Tại bà xã chú qua ngày chủ nhật. Hôm nay thì đã biết thêm một lý do tại sao kịch của chú Ngạn thường thường là vào ngày chủ nhật, là bởi vì cô xem ngày chủ nhật. Chú ơi, chú có chia sẻ là sẵn tiện chú mới nhắc đến cô, thì cháu muốn hỏi là chú có chia sẻ là cái lần đầu tiên chú làm đó thì cô cũng bảo là thôi làm một cuốn đi rồi thôi. Thế nhưng trong suốt 26 năm mà chú đứng trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga thì cô là một trong những cái người động lực tinh thần cho chú lớn nhất, đúng không thưa chú? Thậm chí khi mà chú chuẩn bị, chú viết những cái cuốn sách hoặc là chú chuẩn bị những cái tài liệu thì cô cũng có xem qua và góp ý cho chú nữa. Cái đó là chắc chắn cháu, cái đó là rất là quan trọng. Người vợ bao giờ cũng là người độc giả đầu tiên của một nhà văn, của một người viết kịch. Chỉ trừ chuyện ma thì cô không có coi trước đâu. Tại vì không có để ai coi trước chuyện ma. Nhưng mà tất cả những bài viết của chú, tất cả những chuyện, có những cái chuyện mà ngắn chú viết thì cô mới nói với chú là chuyện này hay như vậy mà anh viết thành chuyện ngắn làm chi, sao không đổi thành chuyện dài. Thì chú nghe và chú đổi thành chuyện dài. Hoặc là những cái ý nào mà xã chú nên nói là anh nên bỏ chỗ này, nên viết thêm chỗ này, nên bỏ. Đại khái như vậy thì cái sự góp ý của người thứ hai bao giờ cũng là quan trọng, cháu cũng biết cái đó. Nhưng mà trong cái vấn đề MC đó thì đôi khi cô lại là một trở ngại cho chú. Tại vì chú làm đến năm thứ năm thì là cô đã bắt đầu xúi chú về hưu rồi. Tại cô cứ xúi mãi đi. Hồng Đào ngạc nhiên lắm. Hồng Đào lúc đó còn diễn kịch cho chú. Hồng Đào nói chị này lạ thật, chồng đang ăn khách cứ xúi về hưu. Nhưng mà sau này thì cô cũng đưa ra một cái đề nghị rất là tốt cho chú, và chú cũng đã cố gắng áp dụng nhưng mà không áp dụng nổi. Tức là làm bớt đi. Thí dụ Paris by Night thì thường cho thấy một năm là thâu 4 cuốn, thì chú chỉ làm cái cuốn lớn nhất cuối năm để ra vào dịp Tết.
và thứ hai là chú làm những cuốn chủ đề cháu, những cuốn chủ đề thì ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội chúng ta đi mang theo quê hương này, chủ đề nhạc sĩ này chẳng kia thì chú muốn làm và cô cũng muốn chú làm những chương trình đó. Còn những chương trình đại nhạc hội tổng hợp thì nên mời người khác làm xen kẽ như vậy đó. Cho nên là cháu cũng thấy trong quá khứ là Thúy Nga cũng đã mời một vài người, nhưng mà xem chừng khán giả họ quen cái lối nói của chú, thành thử nó cũng khó, cũng trở ngại lắm. Cho nên kính thưa quý vị, cô thì cứ xúi chú về hưu, nhưng mà Trung tâm Thúy Nga thì đến giờ là Paris Mana đã đi một chặng đường dài 35 năm rồi. Hồi nãy thì chú có kể lại một cái câu chuyện, thì cái lời đó là cái lời đùa mà cái người không, cái lời nói thật của cái người ở cái chương trình. Đúng đó rồi. Thế nhưng thật sự chúng ta có nhau ngày hôm nay, chưa biết được ngày mai thưa quý vị. Cho nên là không biết là Trung tâm Thúy Nga có làm được thêm một cuốn 40 năm nữa hay không. Và 35 năm lần này về Minnesota, không biết đến bao giờ có thể trở lại Minnesota một lần nữa. Cho nên nếu như quý vị ở Minnesota hoặc ở những vùng phụ cận thì xin quý vị đến với Trung tâm Thúy Nga vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, 26 và 27 tây tháng 5. Kính thưa quý vị, số điện thoại của Trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811. Chú ơi, hồi nãy mình đã, con có hỏi về cái hai cái vở kịch của chú viết cho ngày Chủ nhật. Thì lần trước thì chú có mời nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đóng kịch, trước đó nữa thì có Bằng Kiều, Hương Thủy, Nguyễn Hồng Nhung. Không biết là lần này của mình có mời luôn ca sĩ đóng kịch của chú đúng không chú? Kỳ này chú mời có cháu. Kỳ trước là Hà Thanh Xuân mới sang Thúy Nga, Nguyễn Hồng Nhung sang, rồi Hà Thanh Xuân sang, thì chú mời Nguyễn Hồng Nhung, rồi mời Hà Thanh Xuân. Cả hai đều gây được sự chú ý lớn của khán thính giả, và diễn bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp như là Trí Tài, Hoài Tâm, Việt Hương đều. Chú thì chú chỉ có một cái khen ban kịch là những người đi trước, những người kinh nghiệm như là Trí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, họ... họ dìu dắt và nâng đỡ người đi sau lắm. Chú là chú rất là khen nhóm kịch ở cái điểm đó. Tức là không có cái sự chèn ép hay là ganh ghét hay là sợ người mới vào người ta nổi hơn này không. Chú thì chú nhìn rõ rằng là chỉ cho nhau, hướng dẫn nhau. Và đó là cái tinh thần mà chú rất là thích ở trong các nhóm kịch của Thúy Nga mà chú đã hợp tác. Là bởi vì chú cũng nói với mọi người rằng là khi chú mời các cháu, bất cứ người nào có thể... giơ tay, mà những người đã được chú mời, vì chị Thủy giao cho chú lo ban kịch, nhóm kịch Thúy Nga, tất cả những người mà được chú mời, chú chưa bao giờ đặt điều kiện. Chú chỉ thấy người đó có khả năng là tự động chú mời, không cần phải xin. Mà cái người đó không có khả năng thì đến gặp chú, xin chú rồi mình mời thử lần, không được mình cũng phải chia tay thôi. Thành thế ra vì vậy cho nên là chú rất là khen nhóm kịch. Họ có một cái tinh thần, một cái teamwork lắm. Thì lần này chú lại mời một người mà đặc biệt lắm cháu, đóng vai ngắn thôi nhưng mà chắc là sẽ nổi, nó là Đan Nguyên cháu. Đan Nguyên đóng kịch hả chú? Kịch của chú cái này có Đan Nguyên. Đan Nguyên đóng hài hả chú? Đóng hài. Không, cái vai của Đan Nguyên thì nó đặc biệt lắm, chú không thể nói được cháu. Kính thưa quý vị, quý vị còn chần chờ gì nữa, ngày Chủ nhật tức là ngày 27 tây tháng 5. Với phần hài kịch do chính MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chấp bút, lần đầu tiên nam ca sĩ Đan Nguyên sẽ làm diễn viên hài trên sân khấu Việt của Hương, Trung tâm Thúy Nga. Việt Hương, Hoài Tâm, Hương Thủy là ba người đã diễn lâu rồi. Và kỳ này chú thêm Đan Nguyên. Thưa quý vị, liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga. Quý vị còn chần chờ gì nữa, cái dịp có 102 thưa quý vị. Số điện thoại 714-894-5811, 714-894-5811. Mua vé đi xem ngay sau cái bật mí này là vé ngày Chủ nhật, bảo đảm hết vé rất là nhanh. Quý vị gọi ngay nha quý vị, 612-874-6300. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng xem lại hình ảnh đầu tiên của nhà văn Nguyễn Ngọc Cạn trong Paris Mana số 17, khi ông lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Livestream sẽ trở lại ngay với một vị khách mời rất đặc biệt, bất ngờ lắm thưa quý vị. Quý vị hãy giữ livestream của Trung tâm Thúy Nga, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được gặp gỡ quý vị lần đầu tiên để cùng với quý vị và anh chị em nghệ sĩ thực hiện cuốn băng Paris by Night thứ 17. Thưa quý vị, đây là lần thứ 3 tôi trở lại Paris. Tuy nhiên, vẫn chỉ nhìn được một phần rất nhỏ những nét quyến rũ của kinh thành ánh sáng mà thơ văn miền Nam đã hết lời ca ngợi vào thập niên 50.
Chúng tôi nhớ Thanh Tâm Tuyển viết: đi, anh đưa em vào quán rượu có một chút Paris để anh được làm thi sĩ. Ở cái thời đó, những nhà thơ miền Nam nếu không mang hình ảnh Paris trong đầu, không làm nổi những câu thơ. Thoạt nghe chúng tôi cho đó là những lời cường điệu có tính cách thậm xưng. Nhưng khi đặt chân đến đất Mỹ, chúng tôi lại thấy người Hoa Kỳ có câu French is the language of love, tức là tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu và Paris là khung trời dành cho những tâm hồn lãng mạn. Như vậy thì có lẽ đúng. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi thấy cuốn phim Emmanuel không có gì đặc biệt mà được trình chiếu tại Paris liên tục tại một rạp suốt gần 11 năm, từ tháng 6 năm 74 đến tháng 2 năm 85. Đó là một điều mà chúng tôi cho là kỳ lạ và làm cho những người định cư tại Bắc Mỹ như chúng tôi có một lúc cảm thấy tiếc đã không đến sống một thời gian tại vùng trời lãng mạn này. Thưa quý vị, chúng tôi xin ngừng những chuyện bên lề Paris để mời quý vị bước vào chương trình ca nhạc Paris by Night 17. Kính thưa quý vị vừa nhìn thấy những hình ảnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mới đó mà 26 năm rồi và hơn 100 cuốn Thúy Nga rồi, Paris by Night rồi thưa quý vị. Và bây giờ trở lại với livestream ngày hôm nay, quý vị sẽ tiếp tục trò chuyện cùng với chú Nguyễn Ngọc Ngạn và nhân vật đặc biệt vừa xuất hiện ngay bên cạnh chú Ngạn không ai khác, đó chính là giám đốc trung tâm Thúy Nga, chị Marie Tô Ngọc Thủy. Chào quý vị, chào chú. Chào. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là sự xuất hiện của chị Thủy là một sự xuất hiện rất là đặc biệt. Bởi vì lên đây chị có những cái lời chia sẻ muốn gửi đến với tất cả những quý khán giả đã yêu thương và ủng hộ trung tâm Thúy Nga. Phải không chị? Em mời chị. Trước hết, đại diện trung tâm Thúy Nga chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã ủng hộ trung tâm Thúy Nga bằng cách là đã mua vé xem chương trình Paris by Night 125 để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thì cũng xin chia sẻ cái niềm vui này là sau khi mà chị lên cái livestream vừa rồi, đó là cái ngày thứ năm, thì sau đó đó thì ngày thứ bảy thì cái phỏng vấn của chị được chiếu trên đài Việt Face ở tại Loco này, Orange County, trên đài 57.2 đó. Thì đó là trong vòng 2 ngày, tức là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật và ngày thứ hai, thì vé đã sold out. Thành ra tức là cái chương trình này đặc biệt, chưa bao giờ trung tâm Thúy Nga đã vé đã sold out 3 tuần trước. Dĩ nhiên cái rạp này là cái rạp là nhỏ, nhưng mà cái vấn đề là trong vòng 2 ngày thôi thì khách đã đến tiệm Thúy Nga để mua vé, vì khách đã xem những cái gì chị nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó, thì đó là như thế. Và cũng nhân tiện đây thì đại diện cho trung tâm Thúy Nga, chúng tôi xin cảm ơn những nhà tài trợ đã giúp chúng tôi bảo trợ cho chương trình Paris by Night 125, đó là công ty 2B Skincare, Dr. Chase Natural của cô Dr. Jacqueline Thu Thảo, công ty D&D Gel và công ty Teletron. Thưa chú, với một chương trình, mặc dù là đây là một cái rạp nhỏ, nhưng mà với một chương trình mà Đại Nhạc Hội mà thực hiện ở miền Nam Cali trong cái tình hình hiện giờ, mà để bán hết vé trước 3 tuần show là một cái điều không hề dễ dàng, đúng không chú? Đúng chứ chắc. Đúng chứ. Cái điều đó nó nói đến một điều là cái sự chọn lựa của khán giả là cái thứ nhất. Đối với trung tâm Thúy Nga một phần, và nhất là đối với cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thì chú cho đó là cái chọn lựa mà khán giả yêu quý nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng như tin tưởng Thúy Nga đã quyết định rất là nhanh. Mà nhất là trong cái thời điểm hiện giờ mà quý vị yêu thương trung tâm Thúy Nga, đó chính là cái lời cảm ơn chân thành nhất chúng tôi xin được gửi đến với quý vị. Và bây giờ sẵn vừa có chị Thủy ở đây, vừa có chú Ngạn, thì chúng ta đang bàn về kỷ niệm 35 năm của trung tâm Thúy Nga. Hồi nãy thì mới xem những hình ảnh lần đầu tiên của chú Ngạn ở Paris, đúng không chị? Thì cái lần đó là cái show đầu tiên chú thu hình ở Paris, thì không biết là có những cái kỷ niệm đó gì thì không chú mới nói với cháu rằng là định làm có một cuốn thật. Là cháu thấy này, mắt kiến cũ, bộ đồ là bộ đồ chú đi làm hàng ngày, chú không có sắm bộ quần áo mới vì không biết người ta có mướn nữa hay không, mà sắm tốn ngàn rưỡi phí cháu biết không? Chứ mang đó bộ đồ cũ. Chú lúc đó không biết là Thúy Nga có người làm make up và chải tóc cháu.
cho nên là chú tự cầm cái lược chú quệt lên thôi. Chú không biết là có người, chú chỉ biết có người thấm phấn cho mình để cho nó khỏi bị reflex á. Nhưng mà chú không biết là có người chải tóc, cho nên là chú lại tự cầm cái lược chú chải thôi. Hình như chú không có. Và cái lúc đó thì sự thực ra phải nói như này nè. Lần đầu tiên chú lên sân khấu, mà trước đó thì Thủy thì lúc đó thì xa cách chú lắm, tại vì thấy là chú là ba Thủy mời, chứ không phải Thủy. Thủy còn nhỏ, thành thế không có nói chuyện gì với chú hết. Và bác Lai cũng không nói chú là em phải nói thế này, em phải làm này không. Bác Lai cũng không nói lời nào. Thì về sau chú mới nghĩ ra là Thúy Nga có một cái policy là mời người MC, thì người MC phải toàn quyền lo hết mọi vấn đề. Nếu mà được khán giả ủng hộ thì trở lại, mà nếu không được khán giả ủng hộ thì một đi không trở lại. Có vậy thôi. Thành ra về sau chú mới hiểu như vậy. Nhưng mà lúc đầu thì chú bảo ủa sao không thấy Thủy, mà chú cũng chưa biết Huỳnh Thi là ai. Mà lúc đó thì cứ tưởng là cái chương trình mà 17 đó là hoàn toàn do bác Lai làm. Nhưng mà khi chú sang đến nơi thì chú biết là à bác Lai là không làm nữa và cháu Thủy làm. Thì lúc đó đó Thúy Nga còn rất là nghèo, đón ca sĩ từ bên Mỹ sang nhưng không có đủ tiền mướn hotel cháu. Ở trong phòng thâu băng của tiệm Thúy Nga hoặc ở trong nhà của Thủy, thì của má Thủy, thì có người thì ngủ ở trên sàn, có người ngủ trên bàn, có người ngủ dưới gầm bàn, nghĩa là nghệ sĩ coi như là ăn chung một cái nồi thịt kho với cơm do cô Thúy nấu thôi. Lúc đó chưa có hotel, chưa biết hotel là cái gì. Nhưng mà chú là được ưu đãi cho nên là chú về ở nhà của mẹ Thủy là cô Thúy. Thì hóa ra cái sự ưu đãi nó lại một cái rất là thâm sâu đối với chú là như thế này. Thủy lúc đó mới sinh con đầu lòng Kevin được năm mấy bạn cháu? Dạ, năm đó là năm 92. Dạ. 92 thì nó mới chưa tới một tuổi. Chưa tới một tuổi. Cô Ái Vân thì mới sinh đứa con từ bên Đức bế sang đi với ông chồng. Thì Thủy phải mướn một người để coi đứa con, để Thủy với Thi đi làm truyền hình. Thì cô Ái Vân cô mới mướn một người quen đến để coi đứa con của Thủy. Nhưng cái cô mà đến để coi đứa con lại cũng mới đẻ đứa con. Thành để trong nhà đó có ba đứa bé, nó cứ thi nhau nó khóc. Tức là con của Thủy, con của cái cô người mà giữ con, và con của cô Ái Vân là ba đứa bé. Mà chú thì nằm với một cái phòng kia với Ngọc Trọng. Mà ba đứa con cứ khóc. Thành thì chú bảo ôi cái kỷ niệm này thì nó còn lớn hơn cả chính cuốn Paris by Night nữa, là ba đứa bé cùng thi nhau khóc. Nhưng mà rất là vui vẻ như thế này cháu. Cái lúc đó đó thì cháu cũng phải hiểu là năm 92 là một khúc rẽ lớn nhất trong cái văn nghệ của hải ngoại. Tại vì trước đó mười mấy năm người ta chỉ hát nhạc đấu tranh thôi. Người ta chỉ đại đa số là Hưng Ca này hát nhạc đấu tranh. Phải nói là từ năm 92 là nó là một cái khúc rẽ mà sau này chúng mới nhìn lại nó là cái tình cờ cháu. Tại vì năm đó thì Thúy Nga thì là đi tiên phong ra tới cuốn 17, nhưng mà Asia mới thâu cuốn 1, Hollywood Night mới thâu cuốn 1, thì sau đó mới có Vân Sơn. Tức là tình cờ là 92 là nở rộ tất cả các trung tâm và phong trào nhạc tình ca lúc đó nó mới sống dậy. Thì Thúy Nga làm ở bên Pháp á, thì cái ekip thâu chú cũng ngạc nhiên là chú bước vào không có một người Việt nào cháu, từ A đến Z là Pháp lo hết. Sau đó Thúy Nga đi sang Mỹ thì cũng lại mướn Hollywood, tức là không có một chuyên viên Việt Nam nào, từ A tới Z cũng là Mỹ. Sau đó lại sang Canada mấy năm cũng là mướn CBC của Canada, hoàn toàn là người ngoại quốc. Tức là lúc đó là mình giao cho người ta, mình tin tưởng về cái bước kỹ thuật của họ đi cao, cho nên là Thứ Nga tin tưởng như vậy. Nhưng mà thôi nó trông gai lắm, chú không thể kể được những cái chặng đường. Nó trông gai đến độ mà lắm khi tin dị đoan. Thí dụ như là cháu nhớ cái tuồng mà cô Ái Vân mới Thái Châu hát Kiều. Kiều. Cháu ơi, chú thì không bao giờ tin dị đoan. Tình là dây oan. Nhưng tình là dây oan. Tình là dây oan, nhưng nó có cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được. Là mướn cái máy edit mang về kho của Thủy, cái kho cũ đó. Đạo diễn rồi chuyên viên edit với Thủy ngồi, cứ bật cái máy là nó hư cháu, cứ để Thúy Kiều là nó hư.
Dạ. Thì... đổi máy nó vẫn cứ hư. Con thì con nhớ ngày xưa đó bác Hữu Phước mà khi còn sống có nói rằng là khi mà hồi xưa Đoàn Hùng Cường Bạch Tuyết đó là khi mà Đoàn Hùng Cường đi diễn vở Kiều đó, vở đầu tiên là Trăng Thề Vườn Thúy, là tức là Thúy Kiều Kim Trọng, vở thứ nhì là Má Hồng Phận Bạc, tức là Thúy Kiều với Thúc Sinh, vở thứ ba là Thúy Kiều với Tự Hải đó, thì con cũng quên cái tên là gì rồi, nhưng mà xong rồi khi đoàn Hùng Cường Bạch Tuyết rã, thì khi mà tụi con chú có nhớ là khi lúc đó mà khi mà Thúy Nga lúc đầu thì làm những chương trình cải lương, thì á sau cái khi qua Đào Nở đó thì bị bên này đem qua bên này, ba con đem qua bên này, thì bị cái phong trào phim bộ nó đánh bạc, nhưng mà Thúy Nga vẫn tiếp tục vẫn muốn làm cải lương đó. Thì Thúy Nga có làm đã lấy cái kịch bản, làm viết kịch bản xong xuôi rồi, đó là tên là Từ Kiều Ly Hận. Chú Thành Được sẽ đóng vai Từ Hải, cô Hương Lan sẽ đóng vai Thúy Kiều, nhưng mà cái vở tuồng đó cũng đã thâu nhạc xong xuôi hết rồi mà cũng vẫn không thực hiện được đó. Thật ra thì Tông Tông Hữu Phước, con gọi là Tông Tông, cũng nói là bất cứ cái gì hãy đụng tới Kiều là tự nhiên là sẽ có vấn đề, nó cũng sẽ thế này thế khác, thì con cũng không biết cái đó là như thế nào không, nhưng mà đó là một cái những cái chuyện nó vui buồn rất là nhiều, thì con cũng muốn là mai mốt có cách nào chú có thể viết lại một cuốn sách kể lại những cái đó. Bây giờ chú nhắc cái này con cũng quên mất tiêu hết trơn nó rồi. Như thế này nè. Tức là cái ông đạo diễn, ông Richard phải không? Dạ, Richard. Richard, yeah. Richard ông đạo diễn. Ông sang đạo diễn cái cuốn này cho Thủy, và cuốn Kiều đó. 3 ngày liền đổi máy, nó cứ mang về tới kho là nó hư. Mà ông ấy đã book đi Canadian... Dạ, đi coi Grand Canyon. Dạ, đúng rồi, con nhớ rồi. Ông ấy không có chịu ở lại nữa. Thủy bảo ông extend ở lại để edit cho Thủy. Ông bảo không. Ông ấy không, 3 ngày ông không mướn cái máy nào về nó cũng hư. Mà ông đã book để đi Grand Canyon, ông phải đi. Thủy tức ông ấy quá, mà từ đó mới sang Canada đó cháu. Từ đó mới quay ở Canada mấy năm rồi. Dạ, thì cũng là thật sự ở bên Canada thì cái hay của chú ở bên Canada là chú nhớ cái studio CBC nó rất là tiện, nó rất là đẹp. Phải nói là một đẹp. Trong cái những studio đẹp nhất của Bắc Mỹ đó. Thì cái studio của Canada thì con nghĩ là lúc đó là cái thời cũng là một cái thời rất là tốt cho Thúy Nga. Thì ngày xưa đó chú biết không, là trong cái rạp truyền hình CBC chú biết chỉ có chừng 500 ghế thôi, mà mình bán vé rất là rẻ, chú biết không. Thì cái tiền mà bà thu được vé là mình lo cái tiền mà cho nghệ sĩ, thức ăn cho nghệ sĩ. Và con cũng nghĩ là ở cái thời gian Canada cũng là một cái thời gian rất là đẹp. Tại sao? Là đó là một cái chuỗi dài mà Thúy Nga thực hiện rất là nhiều những chương trình của tác giả. Tác giả mà để lại cho những cái hình ảnh của chú Châu Kỳ, chú nhớ, còn cái áo, mặc áo sau lưng, chú nhớ. Thì nhưng mà sau này thì bẵng một thời gian Trung tâm Thúy Nga không làm tác giả nữa. Nhưng mà con muốn nói thêm là tại sao, thì cái băng tác giả thì nó rất là kén, mỗi lần phát hành thì nó số bán nó rất là đúng ít rồi. Đó, thành ra bởi vậy mà tại sao mà Trung tâm Thúy Nga đã ngưng sản xuất, tại vì đó là cái nhu cầu bây giờ đó, thì nó có bán ra nó rất là khó khăn. Nhưng mà đến khi mà chú Nguyễn Văn Đông nằm xuống đó, thì qua cái livestream của cô Thanh Tuyền đó, thì con có gọi chú là làm cách nào mình có thể làm cái chương trình của chú Nguyễn Văn Đông không? Mình đã muốn làm từ năm 2006 mà mình không làm được. Thì lúc đó thì tụi con tính làm là cái ngày 17 tháng 3, nhưng lúc đó chú bận. Thì sau này nó mới có cái chương trình này, thì con cũng nghĩ đây cũng là một cái định mệnh, sắp xếp như thế nào đó để cho Trung tâm Thúy Nga trở lại làm cái chương trình tác giả và được tất cả mọi người đều hưởng ứng như thế này. Nhưng mà chú phải thêm như thế này, là khi cháu nói là cháu ngưng thực hiện các chương trình giới thiệu sự nghiệp của các nhạc sĩ Việt Nam, sự thực thì cũng không phải là ngưng, là gần như chú ngồi chú đọc lại, chú lược kê lại, thì gần như tất cả các nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam, cháu làm hết rồi. Chỉ còn một số các nhạc sĩ, nhưng cái lượng sản phẩm không có nhiều. Cái phẩm của họ thì rất hay, nhưng cái số lượng không đủ để một tác giả làm thành một cuốn. Thì mình mới phải ngưng thôi. Chứ còn chú thì chú vẫn rất là quý. Thí dụ từ cuốn Văn Phụng, từ cuốn Phạm Duy, từ cuốn Đức Huy. Có Hiền. Đó, thí dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Có những cuốn mà khi phát hành đương nhiên số lượng nó bán kém so với những cái tác phẩm tổng quát. Về đại nhạc hội tổng hợp. Nhưng cái giá trị lâu dài về cái sản phẩm văn hóa mà chú lúc nãy chú có thưa đó, nó sẽ còn mãi. Cái đó mới là cái còn, chứ không phải là Nguyễn Ngọc Ngạn còn. Thế bây giờ hình ảnh bác Văn Phụng này, chú Văn Phụng, nhà sĩ Văn Phụng rất là vui. Thu tại Paris. Về sau này, chúng ta hiểu được xuất xứ từng bài hát,
tại sao ông viết bài này, tại sao ông viết bài kia. Và chúng ta có được những cái di sản này là nhờ sao? Nhờ bây giờ cái khoa học kỹ thuật nó rất là tân tiến, nó lưu giữ được tất cả những này. Thì chú cho đây là những cái mà quý của Trung tâm Thuyết Nga để lại cho cộng đồng. Giống như cộng đồng cũng xây đắp được nhiều cái mà lúc nãy chú nhắc, chứ những ngôi chùa Việt Nam, những giáo đường, những thánh thất, những đền hồng, những tượng đài, tất cả những cái đó mới để lại lâu dài. Còn tất cả mọi cái sinh hoạt hiện tại nó sẽ qua đi rất là nhanh. Dạ thưa thì con cũng mà chú cũng nhớ là mình cũng làm những cái chương trình live show để giới thiệu những cái tác giả như là chương trình của Lam Phương mà mình đi một vòng cũng rất là thành công. Đến nỗi mình đi qua bên Singapore luôn cũng rất là thành công. Và mình cũng làm cái chương trình của Lam Phương 102. Rồi rải rác trong những cái chương trình Paris by Night mình cũng có mời những người guest. Thí dụ như nhạc sĩ Cung Tiến, rồi vừa rồi nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, rồi mình kỳ rồi mình cũng có mời vợ của chú Nguyên Sa. Đó thì dĩ nhiên trong một lúc nào khi làm chương trình mà con biết được như thế nào là mình có thể nói đến một tác giả hay mời lên sân khấu là con đều sẵn sàng hết. Cháu muốn không, chú nói đi rồi cháu. Chú rất là đồng ý với cháu. Và một điều mà lúc nãy cháu Ngọc Hân hỏi chú là chú celebrate cái gì 35 năm thì cũng phải nói với cái ý đó là thật sự ra là chú celebrate cái sự gặp gỡ của chú với Thúy Nga, tức là hai bên nương dựa với nhau. Tại vì không biết nếu chú làm với trung tâm khác thì họ có chịu đầu tư về nghệ thuật nhiều như Thúy Nga không? Mà nếu không đầu tư nhiều về nghệ thuật thì chúng ta khó tạo được những tác phẩm lớn. Thí dụ bây giờ những cái tác phẩm nó cực kỳ tốn kém, chẳng hạn như Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam hay là Tôi Là Người Việt Nam. Những cái tác phẩm Huế Sài Gòn Hà Nội, Huế Sài Gòn nó tốn lắm cháu, nhưng tốn kém lắm. Tại mời biết bao nhiêu những vị khách thập phương đến, nó rất là tốn phí. Rồi đi thu hình ngoại cảnh, lấy tài liệu này kia, nó tốn kém lắm. Nhưng mà nếu mà không đầu tư những cái đó, chúng ta không có những cái gì mà để đời. Thí dụ như thế này, bây giờ cháu nhìn vào trong nước đi, cái nhân lực của họ đông gấp bội so với hải ngoại, cái tài chính của họ giàu gấp bội so với hải ngoại, nhưng mà chưa hẳn họ đã làm được những tác phẩm mà chúng ta trân trọng như là tác phẩm của Thúy Nga trong 125 cuốn vượt qua, cháu thấy không? Dạ, kính thưa quý vị, đó là một trong những lý do mà cả hành trình 35 năm của Trung tâm Thúy Nga là cả một hành trình để lưu trữ và phát triển bảo tồn những di sản văn hóa, nghệ thuật và cả một đoạn dài hành trình lịch sử của người tị nạn Việt Nam của chúng ta nữa. Cho nên chúng tôi rất hy vọng rằng quý vị sẽ cùng đến với Trung tâm Thúy Nga ngày 26 và 27 Tây tháng 5 sắp tới đây tại Mystic Lake Casino and Hotel ở Minnesota để cùng chúng tôi nhìn lại một chặng đường dài 35 năm và trân quý và tự hào rằng chúng ta là người Việt Nam và chúng ta có Trung tâm Thúy Nga, có Paris by Night để lưu giữ lại cả một đoạn hành trình lịch sử cũng như là cả một cái di sản văn hóa của chúng ta như thế. Kính thưa quý vị, chị ơi, hồi nãy thì trước khi mà chị lên đây thì em với chú có nhắc đến ông Jean-Pierre Barry. Thì hôm trước thì em có đọc được một cái bài chia sẻ của chị viết về ông, nhưng mà hôm đó thì không có chị ở trên livestream này. Ngày hôm nay thì sẵn có chị ở đây, chị có thể nói thêm cho khán giả biết là cái vai trò của ông Jean-Pierre Barry trong những ngày đầu tiên mà Trung tâm Thúy Nga mới được hình thành không thưa chị? Về ông Jean-Pierre Barry thì chú Ngạn cũng biết là ông là người Pháp, vợ tên là Chantal. Thì hồi đó họ bắt đầu bằng một cái studio rất là nhỏ ở tại Merlin để làm những cái chương trình cải lương đầu tiên của Trung tâm Thúy Nga, Lương Sơn Bá chú Anh Đại, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Và chị nhớ hồi đó đó là cái chương trình Lương Sơn Bá chú Anh Đại, cái cải lương Lương Sơn Bá chú Anh Đại đó là quay bằng green screen, thành ra tất cả những cái ca sĩ phải quay bằng green screen, mà em biết phải di chuyển tới lui phải trong cái phạm vi đó thôi, thành ra rất là cực. Quay tới là 3-4 ngày mà quay lần nào cũng tới mấy giờ sáng hết đó, thì quay với ba máy thôi. Và con còn nhớ lúc đó đó thì để cảnh trí đồ, nhiều khi rừng đó tụi con, ba má con với con với lại những cái người làm cảnh, những người quen đó, chú đi ra ngoài rừng mơ la chặt mấy cái cây vác về, chặt mấy cái cây vác về bỏ vô studio. Ông đạo diễn nó cũng chặt dùng đó. Bây giờ là đó là cái kỷ niệm. Sau đó thì họ công ty họ lớn hơn, nhưng mà cái điều mà con muốn nói về ông Jean-Pierre Barry là Chantal là cái lòng yêu thương người của họ đó. Thì tại vì hai người này họ là Christian,
tức là Thiên Chúa giáo. Dạ, là Tin Lành chứ. Tin Lành thì là mặc dù họ họ sống như thế nhưng mà cứ mỗi năm họ đi vào sa mạc, họ tịnh tâm mấy ngày đó, họ có một cái hội. Và sau này đó, khi cái công ty càng ngày càng lớn mạnh, và con cũng muốn nói một cái điều này, con chia sẻ với chú, ông cũng đã chia sẻ với con là khi mà chú còn nhớ lên cuốn Party by Night 100, ông có nói là tại sao Thúy Nga bây giờ thì the next đúng dream rồi. Là làm truyền hình. Và ông cũng, và con cũng biết rằng là tại sao, là tại vì ông nói là ông hiện thời bây giờ bên Âu Châu đó, ông không có, chú đã nói ông di chuyển bằng máy bay không á, tức là ông làm việc tại Paris nhưng nhà ông ở Nice hoặc là nhà ông ở bên Bỉ, có thì, một cái đảo gì nữa. Dạ dạ ông ở, và một cái nữa là ông rất là cái công ty của ông nó lớn đến nỗi là những cái chương, những cái match, những cái soccer đó, những cái trận đá banh á, trận đá banh mà giữa nước Pháp và nước England đó, thì là những cái trận thi đó là cái phương tiện kỹ thuật để thu hình đó là của công ty ông làm đó. Thành ra thì ổng cũng là một cái người, ổng cũng rất là nice, ổng nói là ok mày có biết rằng là Cirque du Soleil, ông chủ đó, ông chủ của Cirque du Soleil, em tự nhiên con quên cái đó, cũng là bạn thân của tao, mày có cần thì có gì tao giới thiệu này. Và khi mà con trở về cái cuốn 100 á, thì con bay về Paris để ông mời hai vợ chồng qua, thì ổng bay rất là vui mừng. Và con còn thấy trên cái kệ, trong cái kệ của ổng nó, trong office của ổng vẫn còn để cái chú biết cái trophy mà mình tặng cho ổng, để cho mình thấy là how appreciate ổng rất là thương mình, ổng rất là thương người. Đó thì và khi ổng mất đi đó thì con cũng không ngờ là ổng mất ngày 28 tháng 2, thì sau đó khoảng tháng 3 thì vợ ổng mới gửi tất cả email cho mọi người. Thì lúc đó thì con mới biết ổng mất rồi, con buồn quá, con nói nếu mà con biết mà ổng như vậy thì con phải bay về Paris liền để con giữ đám tang của ổng. Thì ổng là một cái người ân nhân lớn của Trung tâm Thúy Nga, và con rất là I look it up to him, like cái lòng thương người, và cái ông giúp đỡ rất là nhiều người, ai đến với ông cũng đều giúp đỡ hết. Thành ra con thật sự Trung tâm Thúy Nga, gia đình con rất là mang ơn ông. Dạ chị ơi, chú có chia sẻ hồi nãy là cái lần đầu tiên mà chú gặp chị gặp chú là chị không có nói chuyện nhiều với chú đâu, tại lúc đó là còn ngại ngần. Nhưng mà sau 26 năm bây giờ chú Ngàn đã là một thành viên trong gia đình của chị, đúng không chị? Thì em không biết là đã có bao giờ chị bày tỏ cái tình cảm của mình và những suy nghĩ của mình dành cho chú Ngạn với chú chưa? Thì cái chuyện này thì giữa chú cháu thì thật sự đó thì nói thì nó nói khách sáo, nhưng mà thật sự chú Ngạn cũng giống như người cha thứ hai của chị, người cha tinh thần. Chị và anh Thi, những cái gì mà khi làm những chương trình hay có những câu hỏi về những tác giả, về nhạc vàng ngày xưa hay những cái gì đó, chị đều hỏi chú. Và những cái, tại vì bây giờ đó thật sự cái công việc mà để sản xuất làm một chương trình Paris by Night nó rất là khó khăn. Ngày xưa đó thì khi Trung tâm Thúy Nga còn bán được DVD như thế nào thì chỉ lo làm chương trình thôi. Cái số tiền bán ra có thể để chúng ta, để cho Trung tâm làm cái cuốn tới. Nhưng mà bây giờ đó, mỗi lần làm chương trình, thứ nhất là anh chị phải nghĩ là kiếm cái chỗ, ở cái rạp nào mà có thể là khoảng 2.000 chỗ trở lên hay như thế nào để cái tiền bán vé có thể finance được cái chi phí thu hình. Và đồng thời là cũng may là sau này thì Trung tâm Thúy Nga có những nhà bảo trợ từ trong nước hay là ở hải ngoại bảo trợ Trung tâm Thúy Nga, cái số tiền đó cũng giúp vào cái chi phí của thu hình. Và ngoài ra các anh chị em nghệ sĩ Trung tâm Thúy cũng giúp đỡ Trung tâm Thúy Nga về cái mặt đi show, họ cũng gửi tiền commission cho Thúy Nga để Trung tâm Thúy Nga có thể tiếp tục những công việc như này. Thành ra bây giờ chị thường than với chú ơi, công việc của con bây giờ nó khó hơn ngày xưa, là không những là tụi con phải nghĩ ra cái chương trình, nghĩ ra làm sao để làm một cái chương trình cho nó hay, kiếm bài cho ca sĩ, rồi kiếm hòa âm, nghĩ nảy ra ý tưởng làm việc với cô Sang Đăng. Ngoài ra con còn phải lo cái vấn đề bán vé, tức là cái vấn đề tiền bạc như thế nào đủ tới ngần ngày quay. Chị rất là sợ chứ, nó không biết có đủ tiền để trả người này người kia không. Mỗi lần chị đều chia sẻ với chú thì chị có thể nói là chú là cái người lo lắng cho Trung tâm nhiều nhất. Chú cứ gọi hỏi con bây giờ sao như thế này, thì giữa chú cháu thì con nghĩ rằng nó không có một cái border gì hết. Con chỉ biết là cảm ơn Chúa, cảm ơn đã cho Trung tâm Thúy Nga có được chú. Và một cái điều rất là may mắn cho Trung tâm Thúy Nga mà chị cũng nói, chú rất là thương gia đình chị, và chú rất là có, đã biết bao nhiêu trung tâm người ta ngỏ lời mời chú nhưng mà chú vẫn ở với Thúy Nga. Thì có lẽ đây là một cái định mệnh mà Chúa đã cho. Thành ra I am forever grateful for this. Cảm ơn cháu. Thật sự ra cháu biết không, mỗi lần thì phone cho chú hỏi bây giờ tính sao đây, thì chú nói thôi đi mở tiệm phở cháu.
Tại vì cái bài học đầu tiên mà chú bước chân sang Bắc Mỹ hồi mới 79 chú dạy sang, thì người ta dạy chú cái bài học là food business is the best in North America. Tức là làm food business, yeah, bất cứ cái business gì về liên quan tới ăn uống, nhà hàng, ẩm thực, mở chợ là the best. Tại sao? Thì họ giải thích với chú rằng là tại vì ở đây người ta không có ngại tiêu tiền, người ta không nghèo quá đến độ không có được bữa cơm ngon. Người ta vấn đề là có chỗ ăn ngon hay không. Cho nên là food business là the best. Yeah. Nhưng mà làm văn nghệ nó không phải là cái nghề, nó là cái nghiệp. Cũng giống như là một cái thiên mệnh nó quàng vào cổ mình. Không phải là một trung tâm vĩ đại như cháu. Cháu còn build up, cháu còn xây dựng được một cái tên tuổi. Cháu còn được rất nhiều hàng triệu triệu khán giả trong nước cũng như hải ngoại, người ta yêu mến và người ta ngưỡng mộ cái công sức của cháu. Dĩ nhiên là cháu phải hiểu rằng chung quanh chúng ta dĩ nhiên đôi khi cũng có những người họ hứng hờ, nhưng mà cháu cũng biết rằng có hàng triệu người người ta rất là trân quý cái công trình của chú Nga đã làm. Nhưng có những người làm bầu show hay là những người làm những trung tâm nhỏ, những người thực hiện băng nhạc nhỏ, họ thất bại lên thất bại xuống, nhưng gần như nó một cái nghiệp. Yeah. Người ta không buông được, người ta không buông được cháu. Thì chú hay ví dụ, tôi bảo thì cháu mở tiệm nail, cháu mở restaurant, cháu không muốn làm nó cháu bán cho người khác rất là dễ dàng. Yeah. Có thể có lời, có thể hồi, có thể lỗ chút đỉnh, nhưng rất dễ dàng. Trung tâm băng nhạc nó là một cái gông nó gánh vào cổ cháu, thì cháu bán cho ai? Cháu không muốn làm nó cháu bán cho ai mà cháu bán bao nói nhiêu đi mở tiệm phở đi, con nói con đâu có biết nấu ăn đâu mà mở tiệm phở. Thì được cái đó thôi, mình nếu mà mình tin rằng đó là một cái gì đó mà trời sắp đặt để mình đi vào con đường đó thì mình chấp nhận cái định mệnh nó như vậy thôi. Yeah. Chị ơi, sau 35 năm trải qua đủ thử thách gian nan, nước mắt có, mồ hôi có, máu có, và tất cả những cái điều mà không nói ra được, thì theo hôm bữa chị có chia sẻ là chị không cần biết là sau này mọi người có nhớ tới Marito Ngọc Thủy là ai, có nhớ tới Huỳnh Thi là ai, đã làm được gì. Nhưng nếu mà đối với riêng chị, sau 35 năm thì cái điều mà chị hạnh phúc nhất và cái điều chị tự hào nhất thì cái điều mà chị nghĩ là cái hay là như thế này á, là từ khi chị có Facebook á, chị mới có Facebook 2 năm thôi, thì chị cũng có rất là nhiều fan của Thúy Nga từ trong nước. Chú con cũng thường kể với chú, con biết được rất là nhiều điều, và con cứ thấy là giống như là mỗi tuần á, thì nó có một cái tin buồn, hay nhưng mà sau đó thì con lại có một cái tin vui. Thì con vừa mới đây thì con được một cái, con mở cái Facebook buổi sáng con ra, con đọc một cái tin của cái status của em Mai Sơn Nguyễn. Em là một fan của Thúy Nga, em ở bên, em sanh ở bên này, em lớn lên Louisiana, ba mẹ em có tiệm nail thì em ở nhà, em phải trông em, nhưng mà em học được tiếng Việt, em mê nhạc Việt từ lúc em xem Thúy Nga và từ lúc em học hỏi được những câu chuyện chú nói. Và bây giờ đó thì em nói tiếng Việt vất rành, đến và em viết tất cả, và em cảm ơn Thúy Nga đã cho em cái giống như là cái experience đó, và một cái em cảm ơn đây là một cái, thì con khi con mở cái đó rồi con nói wow, khi mà lúc mình thất vọng nhất, mình buồn nhất thì là mình đọc được một tin vui. Thì con nghĩ đó, thì keep, mình cứ suy nghĩ là mình cứ keep going thì có thể là một cánh cửa khác sẽ mở ra cho mình hay như thế nào đó. Thì con nghĩ là như thế đó thì mới tiếp tục đi được. Mai Sơn Nguyễn. Dạ, đó Mai Sơn Nguyễn đó chú thấy không? Nó collect tất cả những VHS của Thúy Nga ngày xưa. Bây giờ con nghĩ là cậu này có thể có nhiều hơn Thúy Nga. Thúy Nga còn không còn có những cái này. Nhưng mà cứ lâu lâu cháu lại gặp một người như này thì cháu lại tiếp tục khổ đấy. Dạ. Nếu mà người ta tất cả buông cháu thì có thể cháu đã đi mở tiệm phở rồi đấy. Nhưng mà tại vì thưa quý vị, đúng như thế. Cái tâm trạng của cô Tô Ngọc Thủy cũng như là tôi thôi, cũng như là tất cả anh chị em nghệ sĩ thôi. Tức là đôi khi giữa cái lúc mình thất vọng vì mọi cái sự thực ra là cái tình thế nó thay đổi nhiều, khoa học kỹ thuật, khán giả không buông Paris by Night, khoa học kỹ thuật nó làm cho mình trở nên đi vào cái ngõ cụt thôi. Thành thử ra bây giờ mình bị cái khoa học kỹ thuật nó làm như vậy, mà không phải mình nhìn sang Mỹ qua,
blockbuster cho thế lớn là vĩ đại như thế mà lỗ 2 tỷ 700 triệu thì phải bankruptcy. Nhưng chuyện đó mình chịu thôi. Nhưng mà thưa quý vị, đúng như cô Thủy vừa nói, tức là cái nguồn an ủi lớn nhất vẫn là con người với con người. Tôi gặp các cháu nhỏ, tôi gặp những cụ già chạy lại và nói với tôi những cái mà tôi đã giúp họ. Mặc dầu khi tôi làm tôi có biết họ là ai đâu mà nhắm giúp, nhưng mà các cháu học tiếng Việt, nói tiếng Việt, các cháu nghe nhạc Việt một phần cũng nhờ tất cả những sản phẩm mà Thúy Nga đã để lại. Hay là bây giờ tôi thì tôi lại vẫn quý nhất là tất cả những tác phẩm chủ đề của Thúy Nga, như lúc nãy tôi đã kể rồi và không nhắc lại nữa. Để tôi muốn khi bây giờ tôi muốn nhớ nhạc sĩ Văn Phụng, tôi mở cuốn Văn Phụng ra. Hoàng Thi Thơ. Đó, tất cả bao nhiêu nhạc sĩ, những cái kỷ niệm mà tôi đã có cái hân hạnh là được ngồi tiếp xúc cùng với cô Kỳ Duyên, được ngồi hỏi chuyện đích thân vấn đáp các nhạc sĩ của miền Nam chúng ta. Đó tất cả là những cái niềm an ủi lớn lao nhất còn lại với chúng tôi. Và như chúng tôi lúc nãy với thưa với quý vị, từ lúc ban đầu nói chuyện với cháu Ngọc Hân, tất cả mọi chuyện đều qua hết, chỉ có di sản văn hóa mới tồn tại mà thôi. Thì đó là điều mà chúng tôi đã góp được một phần trong cái việc tạo dựng di sản văn hóa chung với cộng đồng ở hải ngoại trong 43 năm qua. Chị ơi, cả một năm dài để chuẩn bị cho cái loạt chương trình mừng 35 năm hành trình của Trung tâm Thúy Nga. Thì trước khi mà chúng ta chia tay với khán giả và trước khi chúng ta chính thức bước vào một cái hành trình 35 năm, 3 show liên tục, đúng không chị, trong năm nay, thì chị có những lời gì nhắn nhủ đến với tất cả những quý khán giả đã ủng hộ Trung tâm Thúy Nga trong suốt những thời gian qua, những khán giả đã mua vé để đi xem cái show Minnesota lần này thưa chị? Trước hết thì Trung tâm Thúy Nga không biết nói gì hơn là cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ chương trình Paris by Night 125 Nguyễn Văn Đông, và sắp tới chương trình Paris by Night 126 cũng không quên cảm tạ những nhà bảo trợ chính của chương trình là công ty Tân Hiệp Phát, công ty King Coffee, D&D Gel, 2B Skincare và Teletron. Và khi mà em nhắc tới ba cái chương trình thì cái chương trình thứ hai nó sẽ vào ngày vào tháng 9 tại Pechanga Casino tuần thứ hai ở đây, và cái chương trình thứ ba để kết cái năm này đó là tại Las Vegas vào giữa tháng 12. Thì cái chương trình cái ba cái chương trình này đó, tại sao Thúy Nga làm ba chương trình, tại vì Thúy Nga cũng muốn là mời tất cả những anh chị các em nghệ sĩ đã cộng tác vào để có mặt vào chương trình này. Thì cũng đồng thời là Trung tâm Thúy Nga cũng muốn cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã ủng hộ Trung tâm Thúy Nga biết bao nhiêu năm nay, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng càng nhiều hơn để đem đến cho quý vị những món ăn tinh thần giá trị. Và cũng giống như chú Ngạn nói đó, thì là thật sự đó, đây là cũng là một cái cơ duyên như thế nào mà con, giống như là con đã nói là con làm cái nghề này là tại vì ba má con đã làm, rồi đến con làm thì con chấp nhận, và con cũng rất là vui và con cũng rất là hạnh phúc. Tại vì con cũng thường nói với những anh chị em nghệ sĩ, nó mai muốn chị với anh Thi mà không còn nữa thì không biết ai có biết những cái bài hát nhạc vàng ngày xưa, những bài hát ngày xưa. Và cái một cái hay nữa mà Trung tâm Thúy Nga cũng rất là được bless là thế nào, là gặp được chú Ngạn, và chú Ngạn là một, không những một nhà MC, chú Ngạn biết rất là nhiều về văn hóa Việt Nam, nghĩa là mà chú Ngạn cũng biết rất là nhiều về nhạc Việt Nam, nhất là nhạc vàng ngày xưa, từng tác giả như thế nào như thế nào chú Ngạn đều biết. Thành ra nó rất là dễ, thành ra cái công việc làm nó rất là dễ dàng. Cái đó thì cũng là một cái sự sắp đặt, thì sắp đặt chị của, cũng chỉ cảm ơn thôi. Của trời đó, sắp đặt của trời. Chú ơi, một vài lời để gửi đến quý vị khán giả trước khi chúng ta chia tay quý khán giả, bởi vì hết giờ rồi. Chú thấy 1 tiếng rưỡi qua rất là nhanh không? Vâng, thưa quý vị khán thính giả, đặc biệt là những người đã coi show 25 năm Nguyễn Hồng Ngạn của tôi ngày Noel 25 tháng 12 2017, tức cách đây 4 tháng. Hôm đó cô Thủy nhờ tôi thông báo trước với quý vị ngày Memorial Day sẽ trở lại ở cái dạp này, chính tại dạp này để kỷ niệm 35 năm. Quý vị đã gieo hò và quý vị tưởng là tôi nói giỡn. Tôi nói không, cái này là thật. Chắc chắn sẽ trở lại đây. Thì thưa quý vị, hôm đó quý vị gieo hò như thế nào? 2.000, dạp đó 2.000 phải không? Dạ, gần 2.500 ạ. 2.500, tại vì cái dạp đó đã sold out, cái show của chú sold out trước. Ngày này chú biết. Gần 2.500 người. Tôi nhớ mặt hết 2.500. Cho nên tôi hy vọng
cái Memorial Day này tôi trở lại. Trí nhớ tốt. Tôi là người có trí nhớ tốt, tôi nhớ hết 2.500. Mời quý vị đó, tôi hy vọng tôi sẽ gặp lại được đúng 2.500 người đó, cộng với 2.500 người mới. Nhưng mà thôi thưa quý vị, xin nói thật, quý vị nếu chưa quen coi show Chúa Nhật, quý vị cứ thôi coi thử đi, rồi quý vị sẽ ghiền. Tại vì quý vị ở đó quý vị cứ quen coi ngày thứ bảy hoài, không ai chịu tổ chức ngày Chúa Nhật cả. Nhưng show Chúa Nhật thưa quý vị, nó hoàn toàn giống như show thứ bảy, có thể nó hoàn hảo hơn do cái phần trình diễn rút kinh nghiệm qua một show trước của nghệ sĩ. Cho nên mong gặp được quý vị tại Minnesota hoặc là thứ bảy hoặc là Chúa Nhật. Nhưng mà chắc chắn chúng tôi xin được chào đón quý vị tại đó. Xin chân thành cảm ơn. Con cũng xin cảm ơn hai đại lý của Trung tâm Thúy Nga đã làm việc với Trung tâm Thúy Nga cũng mười mấy năm qua rồi, đó là Bồm Music và Đại Lợi, cũng đã bán vé cho Trung tâm Thúy Nga. Và cũng đặc biệt cảm ơn anh Sĩ của ở Minnesota, đó là tờ Sài Gòn nhỏ Minnesota, cũng là giúp Thúy Nga trong cái vấn đề quảng cáo chương trình đó. Cũng còn rất là nhiều người vị ân nhân khác tại Minnesota, thì cảm thấy là cái tình thương của quý vị đối với Trung tâm Thúy Nga tại Minnesota thì chúng tôi rất là cảm ơn. Không biết gì hơn là chúng tôi sẽ làm chương trình thật hay để cho cống hiến quý vị một lần xem Paris by Night như thế nào. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng đến với Paris by Night hành trình 35 năm. Paris by Night 126 vào hai ngày thứ bảy, ngày 26 tây tháng 5 và chủ nhật ngày 27 tây tháng 5. Quý vị có thể liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga để giữ vé cho mình, 714-894-5811. Những tác phẩm nghệ thuật bằng âm nhạc mà Thúy Nga Paris by Night đã để lại cho đời là vô giá. Chúc mừng Paris by Night, cầu mong trời quang mây tạnh Trung tâm Thúy Nga thành công mãi mãi và dài mãi về sau. Phải bay hết cả gia đình 7 thành viên qua Cali để ủng hộ cho Paris by Night 125. Mãi mãi yêu Trung tâm Thúy Nga, mãi mãi ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã cho Trung tâm Thúy Nga là một phần trong đời sống của quý vị trong suốt 35 năm dài vừa qua. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong 2 ngày show thứ bảy và chủ nhật 26 và 27 tây tháng 5. Và tuần sau trên livestream này thì quý vị sẽ cùng gặp gỡ nữ ca sĩ Như Loan và nữ ca sĩ Thanh Hà sẽ lần đầu tiên lên livestream của Trung tâm Thúy Nga. Và chị Thủy ơi, ngày hôm đó mình sẽ công bố những khán giả may mắn được trúng cái phần thưởng đặc biệt, phần thưởng độc đắc của Trung tâm Thúy Nga đó chị. Vâng. Quý vị đừng bỏ lỡ livestream tuần sau, ngày 2 tây tháng 5, kính thưa quý vị. Con cảm ơn chú đã đến với livestream ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thủy. Thank you em. Mình chào tạm biệt khán giả nha. Dạ, xin chào quý vị. Vâng, xin kính chào quý vị và hẹn gặp tại show Minnesota. Xin chào tạm biệt quý vị. We love you. Chào tạm biệt quý vị.